ta là người hồ đồ rất nhiều chuyện không làm rõ được thường xuyên bị cha ta đánh gần chết bệ hạ hỏi ta cũng như không chính lúc này một nữ thủ cầm bảo kiếm bay vút đến chính là hạo thanh thanh được biết phải chuẩn bị rút lui nàng chạy tới ngay lập tức phát hiện ngay cả thủ vệ cũng không có thi kinh hãi trực tiếp xâm nhập vào nhìn thấy tình hình trong điện lại thấy thái giám ngã chết nhất là giải lụa trắng kia nàng ta lớn lên trong cung nên đoán được chuyện gì xảy ra sợ hết hồn hết phía nói phụ hoàng ngài không sao chứ, ta không sao, được trưởng phu con cứu được. Hạo Vân Đồ nói một câu, tiếp tục nhìn chầm chầm vào Hô Diên Uy, hừ lạnh nói. Ta xem trong lòng ngươi rất rõ ràng, chỉ có điều không muốn nói ra. Nói đi, người thống lĩnh cấm vệ quân, không đi chỉ huy cấm vệ quân ngăn cản quân địch, sao lại vừa vặn xuất hiện ở nơi này. Hô Diên Uy cười hắc hắc một tiếng, phụ thân truyền tin, muốn ta để phòng có người hại bệ hạ, nói trước mắt chỉ có ta là có thể khiến cho ba đại phái cũng kiêng kỵ chỉ cần ta liều chết bảo vệ bệ hạ, ba đại phái cũng không dám dùng sức mạnh, trong cung không ai có thể ra hại bệ hạ. Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, chiếu làm theo là được. Người phía dưới phát hiện mấy cẩu vật lén lút đấy, ta nghe tin lập tức chạy đến, có chuyện như vậy sao? Lời hắn nói là thật, nhưng cũng không thật, chuyện con trai giết lão tử, chuyện nội bộ trong hoàng gia hắn không muốn nhiều lời, có liên quan tới gia giáo của hô diên gia. Ngược lại thì hạo thanh thanh đang yên lặng rơi lệ, không biết nên nói gì cho phải ca ca muốn giết phụ hoàng, mưu chiều xoán vị thì thôi đi, thân ca ca của mình không ngờ lại muốn giết cha ruột của mình. Bản tính của nàng vốn bốc đồng, không hiểu sao gần đây trở nên bi thương thích khóc thầm một cách dễ dàng vậy. Hồ Diên Huy nói mình không hiểu chuyện gì xảy ra, thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, Hạo Vân Đồ không cần biết, nhưng Hạo Vân Đồ thì hiểu. Tề Kinh bị mất, Hồ Diên vô hận tay giữ đội ngũ chủ lực của Tề Quốc liền thành là bài sau cùng của ba đại phái chương 2067, phế đi thái tử và hoàng hậu. Bây giờ hắn đã minh bạch vì sao Hô Diên vô hận lại cho con trai Hô Diên Uy tiếp thụ bổ nhiệm của Hạo Hồng, vì sao lại cho con trai Hô Diên Uy trở thành thống lĩnh cấm vệ quân. Chỉ cần Hô Diên Uy nắm minh quyền trong cung và khống chế được cấm quân, đã có sự bảo hộ của Hô Diên Uy, những thị vệ, thái giám, cung nữ và những người bình thường khác trong cung không thể động được ông ta. Còn những tu sĩ bình thường ở bên ngoài, chỉ cần Hô Diên Uy liều mạng bảo vệ, ngay cả ba đại phái cũng không dám đối kháng với Hồ Diên Uy. Hạo Vân Đồ âm thầm cảm khái, Tề Quốc thượng tướng quân không hổ là giỏi về dụng binh, trước đó bất động thanh sắc đặt hậu thủ xuống, vừa ổn định Hạo Hồng, vừa ngầm thụ quân lệnh, bảo toàn vị hoàng đế là ông ta này. Cũng có thể tưởng tượng, Hồ Diên vô hận vào lúc đưa ra một số quyết định là bất đắc dĩ cỡ nào, đang chật vật giữ thăng bằng với vị hoàng đế là mình này và Tề Quốc như thế nào. Thượng tướng quân của chấm không để cho chấm thất vọng, Hạo Vân Đồ hơi gật đầu, ném độc tử trong tay ra phía sau, rơi xuống đất lạch cạch. Hồ Diên Uy chắp tay, bệ hạ, ba đại phái có ý rút lui, lực lượng tu sĩ vừa rút lui, chỉ dựa vào cấm quân sẽ không thủ được hoàng cung. Tình huống khẩn cấp, xin bệ hạ đừng trần chờ nữa, mời nhanh chóng rời đi theo mặt tướng. Mà tướng liều chết cũng phải bắt ba đại phái đưa bệ hạ rút lui an toàn, tuyệt đối không để cho bệ hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Ừm, hạo thanh thanh giơ tay lên gạt lệ, liên tục gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hồ Diên Huy. Phu thề cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng gật đầu tán thành trượng phu không chút do dự. Hạo Vân Đồ vung tay lên, đi, đi ra nhìn một chút. Hồ Diên Huy quát lên, hộ giá, cấm quân đi theo lập tức bày trận bảo hộ cho Hạo Vân Đồ ở bốn phía. Toàn thân Hạo Vân Đồ là khoan bào đại tụ áo tơ trắng, tóc dài xóa vai, xảy bước đi về phía trước, hỏi rất nhiều. Hồ Diên Huy, hiện tại tình hình giao chiến giữa thượng tướng quân và quân tấn như thế nào? Phổ thân đã hạ lệnh rút quân toàn diện rồi. Hồ Diên Uy nói cặn kẽ tình hình chiến sự ở bên ngoài. Sau khi nghe xong Hạo Vân đồ chợt dừng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn trời, dù gì nói. Thượng tướng quân không tiếc tung binh tranh giành lương thực, không ngờ thế cục lại chuyển biến xấu đến bước này. Hồ Diên Uy hơi nóng nảy, bệ hạ, đi nhanh đi, các huynh đệ cản không được bao lâu. Hạo Vân đồ thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía thành cung, chợt hít sâu một hơi, nói. Hồ Diên Uy nghe lệnh, Hồ Diên Huy sửng sốt một chút, nhưng vẫn chắp tay nói. Có mặt tướng, hạo vân đồ gần từng chữ, mệnh cấm quân hậu cung nhất luật xử tử những phi tử không thể mang đi. Thi hành ngay tức khắc, trước khi quân địch công hãm đại nội, cần phải thi hành hoàn tất. Hạo thanh thanh sợ hết hồn hết vía. Phụ hoàng, hạo vân đồ đột nhiên giơ tay lên, ngăn nàng nói thêm lời nào nữa. Hồ Diên Huy cũng có chút do dự, bệ hạ, mang không đi cũng không cần thiết phải xử tử. Mặc cho các nàng tự sinh tự diệt, một số người có thể còn đường sống. Đường sống cái gì? Hạo Vân Đồ quay đầu nhìn hắn. Người phải hiểu rõ, sau khi phản quân công hãm đại nội thì những nữ nhân kia sẽ phải gánh chịu lăng nhục ra sao? Chấm khó giữ được quốc đô, còn muốn chấm chắp tay tặng nữ nhân của mình cho địch nhân cao hứng sung sướng hay sao? Không ai quản được, người cho rằng các nàng đều là liệt phụ trinh tiết hay sao? Các nàng có thể chịu nhục chấp nhận tàng tiểu mong cầu được sống, nhưng chấm thì không. Ánh mắt chợt lạnh lẽo, còn những hoàng tử và công chúa không dẫn theo được, nhi nữ của chấm không được rơi vào tay địch chịu nhục, cũng xử tử. Chuyện này, Hồ Diên Uy chố mắt líu lưỡi. Hạo Vân Đồ trầm giọng nói, ngươi muốn kháng chỉ, mà tướng không dám, mà tướng tuân chỉ. Hồ Diên Uy chắp tay lĩnh mệnh, tiếp đó nghiêng đầu tỏ ý với thủ hạ bên cạnh, cố làm lì đưa đầu chịu trận, cắn răng nói. Lập tức đi làm, thời gian không còn kịp rồi, không thể lo chu toàn được, xử trí như thế nào nhanh nhất thì làm. Vâng thủ hạ lĩnh mệnh chạy như bay, một đám phi tử tụ tập ở bên ngoài chính cung đại điện, một đám phi tử thấp thỏm lo âu bị một loạt tu sĩ ngăn ở phía ngoài. Những nữ nhân này không ngốc, đã phát giác được cần phải rút lui, sợ không dẫn mình đi theo, đều chạy tới đỏ mắt trông mong. Cũng hiểu rằng phi cầm tòa kỵ rút lui có hạn, không có khả năng mọi người đều có thể bỏ chạy. Phần lớn đều phải ở lại, chỉ một số ít là có thể rút lui. Bởi vậy, có phi tử cố ý dẫn theo nhi nữ của Hảo Vân Đồ ở bên cạnh, mưu toàn mượn tình cảm và thể diện của cốt nhục hoàng gia để trở thành một thành viên có thể chạy trốn. Tiếng bước chân chạy ào ào, bỗng một đám cấm quân vào tới, vây quanh những người này. Các quý nhân bị vây, ai nấy đều kinh hoàng không dứt, không biết đây là muốn làm gì. Người trong điện cũng bị động tính bên ngoài làm cho kinh động. Ba đại phái trưởng môn, Hạo Hồng cùng các hoàng hậu bước nhanh đến cửa. Âm thanh của Hạo Hồng quát lên, chuyện gì xảy ra, cấm quân mang đau thương trong tay, chỉ vào đám quý nhân bị vây kia, không trả lời. Một bên chính điện hơi có rối loạn, đám người hạo hồng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm hạo vân đồ đi tới, tóc tai bù xù, sải bước mà đến. Hồ Diên Uy và hạo thanh thanh đi theo hai bên, ba đại phái trưởng môn hơi cao mày, hạo hồng và hoàng hậu đại biến sắc mặt, nhất là hạo hồng, trột giả không dứt hiển nhiên là người hắn phái đi không đắc thủ, nhìn lại cấm quân dường như đã mất đi khống chế, hạo hồng phát khô cả miệng, trái cổ run run, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. bệ hạ, bệ hạ, các quý nhân vị vây liên tiếp kêu gào. nhìn những người này, Hạo vân đồ cho cấm quân dừng lại bên ngoài vòng vây, chợt cất cao giọng nói: hưởng thủ tiện nghi vinh hoa phú quý sẽ phải chịu đựng cái giá phải trả của vinh hoa phú quý. các người đi trước một bước chờ chấm. hơi nghiêng đầu, động thủ đi. hô diên huy âm thầm thở dài, nhưng vẫn nhẹ gật đầu với tướng lĩnh thủ hạ, tỏ ý động thủ. tướng lĩnh lĩnh mệnh lúc này vung tay lên, giết khoảnh khắc đau thương vô tình, vây kín tiến lên ám sát. Máu tươi vung vẩy, người hoảng sợ xông tới bốn phía chung quanh cũng không chỗ trốn. Không ai nghĩ tới chuyện xấu có thể đến một cách đột ngột như thế. Bệ hạ, phụ hoàng, tiếng kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai, người chết kêu rên. Hạo vân đồ mặt không thay đổi vẫn đứng nơi đó. Hạo thanh thanh cúi đầu khóc thầm, hai vai run rẩy. Tiểu hài trong điện, hài tử có tư cách rút lui, đua nhau bị người lớn che mắt lại, xoay người nhanh chóng dẫn đi khỏi nơi này. Trưởng môn ba đại phái kinh ngạc, tất cả tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Hạo Hồng và Hoàng Hậu sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bạch rồi, hai chân như nhũn ra. Nếu không có người bên ngoài giúp đỡ, thiếu chút nữa là đứng không vững a. À. Khi tất cả tiếng kêu thảm thiết đã ngưng hẳn, cấm quân rút lui rời đi, tiếp tục lục soát cả tòa Hoàng Cung xem còn con cá nào lọt lưới hay không. Gió tanh thổi lên tóc dài của Hạo Vân Đồ đang đạp trong vũng máu, đi lại giữa những thi thể ngã xuống đất, từng bước một đi về hướng bậc thang, đưa tay đẩy tu sĩ ra ngăn đón, từng bước một leo lên nấc thang, đi tới trước mặt mẫu tử Hạo Hồng. Mẫu tử, cả hai người đều kinh hoàng lui về phía sau mấy bước. Hạo Vân Đồ không nhìn Hạo Hồng, nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu. Sợ ư, vương phi của chấm, vốn phải là Hoàng hậu của tề quốc này, chết tại nơi bọn họ ngã xuống. Loạn quân vây công, thi thể xếp chồng, máu chảy thành sông. Vương phi của chấm không sợ, dùng thân ngăn tên, hương tiêu ngọc phấn, cứu được chấm. Ngươi nhờ phước của Vương phi chấm, mới có thể leo lên ngôi Hoàng hậu Tề quốc. Ngươi nhìn lại chính mình mà xem, xứng đáng hay không? Trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, ánh mắt miệt thị này khắc sâu đậm trong thâm tâm của Hoàng hậu, khiến cho đời này bà ta không bao giờ quên được. Chương 2068, lâm vào tuyệt cảnh một. Hạo Vân Đồ chuyển hướng nhìn sang ba đại phái trưởng môn. Phía ngoài tiếng giết từng trận, cung thành sắp bị công phá, mang không đi chấm đều xử lý, phải đi thì sớm làm đi. Ba vị trưởng môn nhìn những thi thể dưới bậc thang, ngày hôm nay xem như đã kiến thức được vị đế vương lãnh khốc vô tình này. Vũ Văn Yên giơ tay lên có vẻ ngỏ ý, bệ hạ ngồi chung một con kỳ cùng theo ta đi, ta hộ giá cho bệ hạ. Hạo Vân Đồ lắc đầu, chấm đi hoặc không đi, đã không có ý nghĩa, tề quốc đến mức như thế này, chấm khó mà tránh tội. Nếu chấm dám ngồi thiên hạ này, thì cũng dám cùng các tướng sĩ huyết chiến đến cùng, thủ vệ thiên hạ tề quốc. Bỗng nhìn về phía Hạo Hồng, Ngươi muốn làm hoàng đế Tề quốc, ta cho ngươi cơ hội, nếu ta đi vậy ngươi ở lại, nếu ngươi dám ở lại huyết chiến cùng các tướng sĩ đến phút cuối cùng, ngay lúc này chấm sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Bắc Huyền thở dài, bệ hạ, việc đã đến nước này, ân oán giữa phụ tử không ngại tạm thời buông xuống, trước tiên đi thượng tướng quân bên kia rồi nói sau. Hạo Vân đầu nhìn chằm chằm Hạo Hồng, hắn dám để cho chấm đi không? Nếu chấm và hắn cùng đi với nhau, ý chỉ đầu tiên của chấm chính là lệnh cho thượng tướng quân xử tử hắn. Hạo Hồng, chấm cho ngươi lựa chọn, phụ tử chúng ta đi cùng nhau, hay là phụ tử ta có một người ở lại? Nơi trái cổ của Hạo Hồng run, run run, sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người đều nhìn xem phản ứng của hắn, thấy hắn im lặng chậm chạp, Hạo Vân đồ thất vọng, thật sự thất vọng rồi. Hắn căn bản không có ý định ly khai, nói như vậy chỉ là muốn xem phản ứng của Hạo Hồng một chút mà thôi. Hắn muốn cho Hạo Hồng một cơ hội, nói trước mặt nhiều người như vậy, Hạo Hồng lại phản ứng như thế. Hạo Vân Đồ quá mức thất vọng, Hạo Vân Đồ không dây dưa với hắn nữa, quay sang nói với ba đại phái trưởng môn. Dẫn hai mẫu tử đi đi, chấm ở lại đây, đến lúc đó tránh khỏi làm khó cho tướng quân. Ba vị trưởng môn đưa mắt nhìn nhau, Hạo Vân Đồ tiếp lời, trước khi chia tay, với thân phận của Hoàng đế Tề Quốc, chấm ban cho ba vị trưởng môn một ý chỉ sau cùng, cũng xin thay mặt chuyển cho Thượng tướng quân. Tam Thiên Lý nói, bệ hạ cứ nói đừng ngại, Hạo Vân Đồ, ý chỉ sau cùng của chấm, truyền ba đại phái và thượng tướng quân phế đi thái tử và hoàng hậu ngay tức khắc, con cháu nối dòng cũng bị giáng thành tạp dịch theo quân. Tại Tề quốc, hai mẫu tử bọn họ còn thì Tề quốc vong. Hai mẫu tử không được sống tạp, xử tử. Mẫu tử hạo hồng cả kinh thất sắc, hoàng hậu hô to bi thiết. Bệ hạ, Vũ Văn Yên nhìn phản ứng của hai mẫu tử trong giây lát, cười khổ nói. Nước không thể một ngày không có vua, như vậy có phải là hơi quá? Hay không, Hạo Vân Đồ nói chấm thấy không có hoàng tử lâm triều nào ở đây, xem ra có người còn sống. Ba đại phái và thượng tướng quân có thể chọn một người ưu tú tôn sùng quân thượng. Bất tất câu nệ, ba vị trưởng môn nhìn nhau, cuối cùng thống nhất ý kiến. Bọn họ cùng chắp tay nói, "Tuân chỉ." Thấy ba vị không ngờ lại tuân chỉ đáp ứng, Hạo Hồng hít thở dồn dập, gương mặt lộ vẻ sầu thảm. Tại sao lại như vậy? Thật khó có thể tin, nơi này rõ ràng là hắn đã nắm quyền, phụ hoàng đã bị đoạt quyền giam lỏng tại sao vừa lộ diện, trong nháy mắt thế cục đã đảo lộn. Hắn không biết biểu hiện vừa rồi của hắn đã khiến cho ba đại phái trưởng môn chán ngấy rồi. Nói cách khác, đùa với thủ đoạn đế vương thì hắn không phải là đối thủ của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ và ba đại phái chu toàn đã bao nhiêu năm? Chính là muốn cho ba đại phái nhìn xem Hạo Hồng có xứng làm hoàng đế tề quốc hay không, trong khoảnh khắc thuận lợi bức Hạo Hồng rơi vào tuyệt cảnh. Người cứ giết ta luôn đi, Hạo Hồng chợt quát lớn lên, không ngờ lại xông tới Hạo Vân Đồ không được vô lễ, Vũ Văn Yên đưa tay gẩy một cái, hạo hồng lảo đảo lui về sau. Vũ Văn Yên lại phất tay thoáng tỏ ý, lập tức có hai gã đệ tử thiên hỏa giáo áp giải hạo hồng đi. Hoàng hậu càng chán nản ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt gợn sóng. Động tính tấn công ở bên ngoài đã lớn dần, nhưng nhìn thấy ngoài đường phố quân phòng thủ đã có vẻ thất thủ toàn diện. Hạo vân đồ nghiêng tai lắng nghe, phất tay nói. Đi nhanh, ba đại phái trưởng môn nhìn nhau, cùng nhau chắp tay trước Hạo vân đồ, sự tình đến bước này phế bỏ thái tử bọn họ cũng không nguyện ý lại dẫn hạo vân đồ đi theo dẫn theo thì hồ diên vô hận bên kia phải làm sao bây giờ hồ diên vô hận lại muốn tuân theo lời hạo vân đồ làm hoàng đế khiến cho ba vị này làm sao chịu nổi lúc trước chính ba người bọn họ muốn phế hạo vân đồ hiện tại lại khôi phục quyền thế địa vị của hạo vân đồ đây chẳng phải cục diện náo loạn thành như vậy đều do lỗi của bọn họ nếu bản thân hạo vân đồ nguyện ý ở lại đây ngược lại bọn họ cũng nguyện ý biết thời biết thế thanh toàn cho hạo vân đồ vừa có thể miễn cho để cho mình khó xử tam thiên lý nói một tiếng đi thôi lại lần nữa chính mắt chứng kiến tình cảnh mẫu hậu và ca ca bị phế hạo thanh thanh yên lặng rơi lệ chợt lên tiếng ta không đi ta ở lại hộ giá cho phụ hoàng mọi người ngẩn ra bùi tam nương đang ôm hài tử còn mang tả lót ở trong điện hiện thân nói công chúa người không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho hài tử a à. hạo thanh thanh nghẹn ngào lắc đầu Tam Nương, giúp ta chăm sóc hài tử cho tốt, giúp ta đem con của ta và con của hai vị ca ca của Hô Diên ra đưa đến trước mặt gia gia của bọn họ. Bùi Tam Nương cuống lên, công chúa, bây giờ không phải là lúc người bốc đồng. Hạo Vân Đồ cũng trầm giọng nói, Thanh Thanh, có lời này của con, Phụ Hoàng đã thấy đủ rồi. Đi, lập tức đi ngay, trước thái độ của nữ nhi, hiển nhiên đối với những người bị xử tử dưới kia có chút không giống nhau. Dĩ nhiên, cũng có bởi vì nàng còn là con dâu của Hô Diên gia. Hạo Thanh Thanh khóc giống nói, làm sao con có thể đi được chứ? Để cho con trơ mắt nhìn mẫu hậu và huynh trưởng làm tạp dịch sao? Để cho con trơ mắt nhìn mẫu hậu và huynh trưởng bị xử tử sao? Để con vứt bỏ cha mình không quan tâm sao? Phụ hoàng, người nói cho con biết, con nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt của Hạo Vân đồ căng thẳng, nhìn nữ nhi mình sủng ái nhất, không biết vị nữ nhi chưa bao giờ bị đả kích này gần đây có làm sao đối mặt với quá nhiều chuyện như vậy, hiện giờ sợ là có rất nhiều đau khổ rồi. Hạo Thanh Thanh giơ tay lên lau nước mắt, quay đầu lại nhìn Hô Diên Huy. Ngu ngốc, mang nữ nhi đi, sau này nếu để cho nữ nhi bị hủy khuất gì, ta thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Luôn luôn ở bên cạnh tựa như ngốc tử, rốt cuộc Hô Diên Huy đã có phản ứng, mặt cười thảm. Đi, ta đi cái giam A, phụ thân hạ quân lệnh với ta, lệnh cho ta bảo hộ bệ hạ cho tốt. Nếu không thể dẫn bệ hạ còn sống rời đi, thì ta cũng đừng mong sống sót trở về. Ta tưởng rằng vấn đề không lớn, nào biết các người phiền toái như vậy mẹ nó chứ ta đã lập quân lệnh trạng trả lời cho phụ thân rồi vỗ ngực bảo đảm đấy quân lệnh trạng người có biết nó là cái vật gì không hả tiếp đó lại quay đầu nhìn theo hướng tiếng chém giết chuyển đến ra tướng Hồ diên ra đang tắm máu chém giết khiến hắn làm sao chạy trốn một mình được mọi người đều không nói nên lời ba đại phái trưởng môn mặt đen lại ai cũng có thể không dẫn đi vị này không đi sao được ba con trai của Hồ diên vô hận có thể chỉ còn lại một người này vứt bỏ người này mà chạy, quay đầu lại không thể đối đáp sao với hô diên vô hận. Vũ Văn Yên lên tiếng, đại thống lĩnh không nên ồn ào, chúng ta cùng đi ngay lập tức. Thượng tướng quân bên kia có nói chúng ta giúp cho ngươi. Hô Diên Uy cười khổ, Vũ Văn trưởng môn, thật ra ngươi nói đơn giản, ta lập quân lệnh trạng, xem ra các ngươi có nghe nói qua quân pháp của cha ta. Tuyệt đối không làm việc thiên tư tình, thêm nữa vứt bỏ nhiều gia tướng chạy trốn như vậy, chắc chắn sẽ chém ta. Nếu không, các ngươi cũng dẫn bệ hạ đi a. À, chương 2069, lâm vào tuyệt cảnh hai. Bắc Huyền không nhận tiếp chủ đề của Hạo Vân Đồ, trầm giọng nói: Có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Bọn họ không cần biết Hồ Diên Vô Hận có vận dụng quân pháp gì đối với Hồ Diên Uy hay không, bọn họ muốn dẫn Hồ Diên Uy về cho Hồ Diên Vô Hận một công đạo, còn lại chính là chuyện của Hồ Diên gia. Hạo Vân Đồ hiểu rất rõ suy nghĩ của bọn họ, lên tiếng: Cho phu thê bọn họ lưu lại đi. Thượng tướng quân bên kia, ba vị trưởng môn nói là ý tứ của ta. Mọi người nhìn lại, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng trình độ nhất định, hắn cũng biết hô diên vô hận, quân pháp chỉ quân nghiêm ngặt vô tình. Hô diên uy lưu lại có thể còn sống sót, chú nếu đến chỗ hô diên vô hận ấy, hô diên vô hận kiên quyết không có thể bỏ qua cho. Nếu là người khác, hô diên vô hận còn có thể thủ hạ lưu tình, nhưng nếu con trai mình phạm vào quân pháp thì không thể bỏ qua, định chém không thể nghi ngờ cho Hồ Diên Huy trở về nhận lấy cái chết, có nhục môn phong của Hồ Diên gia, nói ra lời này cũng là hạ một bậc thang cho ba đại phái trưởng môn. Ba đại phái trưởng môn nhìn nhau, không phải bọn họ không cứu, là hoàng đế hạ chỉ đấy. Dĩ nhiên Hồ Diên vô hận bên kia có thể khai báo. Vũ Văn Yên hỏi một câu nữa, đại thống lĩnh thật không đi. Hồ Diên Huy than thở nói, ai bảo số ta khổ, sinh tại Hồ Diên gia, có muốn chạy cũng không được a. À? Nếu thế thì bọn ta sẽ không miễn cưỡng vũ văn yên nói hạo vân đồ chợt dặn dò ba vị trưởng môn tôn bối của thượng tướng quân cần phải hộ tống đến nơi đến trốn không thể để cho thượng tướng quân tuyệt hậu ba vị trưởng môn đều gật đầu cũng thật sự là không thể tiêu hao thời gian nữa rồi càng kéo dài tông môn thực lực tiêu hao càng lớn tiếp đó nhanh chóng phất tay ra lệnh thông chi đệ tử trong môn thu hẹp phạm vi rút lui hồ diên uy cũng nhanh chóng hạ lệnh cho cấm vệ quân thu quân tập trung lực lượng chống đỡ có thể còn chống giữ một hồi nữa một đám phi cầm tòa kỵ chờ người bay lên không, tu sĩ thu hẹp dưới mặt đất cũng tập kết thành đội, xông tới hướng tấn công nhanh chóng phá vây. Vô luận là tu sĩ rời đi trên không trung, hay là tu sĩ phá vòng vây dưới mặt đất, cũng không bị trở lực nào quá lớn. Đây cũng điều phản quân hy vọng nhìn thấy, những tu sĩ này không đi, phản quân cũng không thể bình định tề kinh một cách toàn diện được. Chỉ có đám tu sĩ này đi rồi, mới có thể nhanh chóng nắm lại tề kinh hoàn toàn tu sĩ phản quân cũng không hy vọng tu sĩ thủ hộ kinh thành tề quốc từ chết đến lết. Như vậy khiến bọn họ sẽ tổn hao rất nhiều, trông thấy tu sĩ giữ thành thoát đi, đều mong không được, nên không làm gì dây dưa, gần như cho đi. Nếu làm cho đối phương chó cùng rứt dậu cắn điên, ai cũng đừng sống ổn. Phần lớn tu sĩ giữ thành rút lui như vậy, nhưng cũng không bỏ chạy toàn bộ, còn có số ít âm thầm ẩn núp, nơi này không có khả năng không lưu lại chút người làm tai mắt nào. Sau khi tu sĩ giữ thành rút lui, tề quân còn sót lại giao chiến đầu đường cuối ngõ lập tức không còn lực chống đỡ chỉ có thể còn hai lựa chọn hoặc là hàng hoặc là bị tiêu diệt không có sự hiệp trợ của tu sĩ phản quân lại có tu sĩ hiệp trợ cấm quân thủ vệ hoàng cung cũng không ngăn được phản quân toàn bộ rút lui tan tác toàn bộ cấm vệ quân rút lui đến phạm vi chính cung đại điện đưa lưng về phía đại điện mặt hướng quân địch phản quân gào thét tràn vào trong cung như thủy triều bao bọc vây quanh gần chính cung đại điện khiến cho đội ngũ cấm vệ quân còn lại lâm vào tuyệt cảnh trên bậc thang, Hồ Diên uy với bảo kiếm trong tay, nhìn chung quanh gia tướng của Hồ Diên phủ thủ lui đến bên người. Từng người một thở hồng hộc máu me khắp người, rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến. Nhưng có gia tướng đã không thấy được, đoán chừng mãi mãi cũng không thấy được nữa. Trong điện, Hảo Vân đồ cầm kiếm ngồi trên ngai vàng hoàng đế, chăm chú nhìn phản quân ô ép ở bên ngoài đại điện. Hảo Thanh Thanh rơi nước mắt, thỉnh thoảng gạt lệ, nàng giơ ngọn đèn trên tay, phụng theo ý chỉ của Hảo Vân đồ, đốt lửa bốn phía chung quanh trong điện hai bên điện vốn trưng bày mấy trăm chén đèn dầu dùng để chiếu sáng lúc này dầu thắp đều bị hạo thanh thanh dùng thành vật dẫn cháy rất nhanh bốn phía trong điện lập tức giấy lên ngọn lửa phừng phừng hạo thanh thanh ngừng châm lửa đi tới bên cạnh phụ hoàng ngồi bên chân phụ hoàng rồi ghé vào đùi của phụ hoàng nhìn theo bóng lưng của hô diên uy mặc chiến giáp ở bên ngoài đại môn đột nhiên mỉm cười trong nước mắt phụ hoàng tên thảo bao này còn rất là có mô có dạng a Hạo Vân Đồ đưa tay vỗ về lên đầu nàng, không nghĩ tới a, à, cuối cùng còn có thể có một nữ nhi và con rể bồi tiếp ta, cha không có uổng phí cưng chiều đứa con gái này. Hồ Diên Uy quay đầu lại liếc nhìn trong điện, thấy hai cha con trong ánh lửa hừng hực, hai gò má căng thẳng, dứt khoát quay đầu nhìn về phía quân địch, vung kiếm chỉ tới, phẫn nộ quát. Cung tiến thủ chuẩn bị, dựa vào lan can đá tầng tầng làm yểm hộ, cung tiến thủ cấm vệ quân lập tức lên dây cung tên, thuẫn bài thủ hợp tăng thêm một tướng trong quân phản loạn cũng quát, cung tiến thủ chuẩn bị, cố viễn đạt dục ngựa đến từ phản quân phân cách ra hai bên, nhìn thấy Hô Diên uy trên bậc thang, có chút bất ngờ. Hắn không ngờ con trai của Hô Diên vô hận lại không đi mà ở lại nơi này, lập tức mừng rỡ. Nếu có thể bắt sống con trai của Hô Diên vô hận, về sau đối mặt trước đại quân Hô Diên vô hận vây tiếu, chẳng phải là có nhiều lợi thế ở trong tay. Lúc này hắn giơ tay lên tỏ ý đại quân không được vọng động, quát lớn. Hồ Diên Huy, có nhận ra ta không? Hồ Diên Huy bật cười ha hả. Ngày lễ ngày Tết, cô đại tướng quân đều tới nhà ta bái kiến, sao có thể không nhận ra? Con trai người thường xuyên tìm ta, mời ta đi thanh lâu vui chơi, chỉ sợ là do người thụ ý sau lưng phải không? Đúng rồi, con trai ngươi vì nịnh nọt ta, thường xuyên dẫn tiểu thiếp của người ra ngoài theo hầu ta. Không biết người có biết chuyện ấy hay không? Dù sao tiểu thiếp nhà ngươi, từng người đều được lão tử ngủ qua. Ta đoán chừng ngươi cũng biết, chỉ có điều cố ý mở một mắt nhắm một mắt mà thôi loại người phản tặc như ngươi có gì mà không làm được lời vừa nói ra trong cấm vệ quân truyền ra tiếng cười vang trong quân phản loạn không ít người đưa mắt nhìn nhau không biết thực hư nhưng nghi ngờ không thôi hạo thanh thanh ngồi cạnh ngai vàng trong biện chợt trừng lớn hai mắt đã quên khổ sở nghe răng lão hổ lồm cồm bỏ dậy hạo vân đồ đưa tay kéo tay nữ nhi lại cười nói đừng nghe tiểu tử kia nói hưu nói vượt đi thanh lâu không đánh ngủ với nữ nhân của tướng lãnh bên dưới, dựa vào gia phong của hô diên gia, ja, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám. Hắn đang cố ý làm nhục đối phương, đừng xem đó là thật. Câu nói nửa thật nửa giả khiến cho sắc mặt của cố viễn đạt tối sầm, phát hiện vị này quả nhiên là một người khó tin cậy nhất ở hô diên gia. Ja. Nếu là những người khác của hô diên gia ja không thể nào nói ra những lời khốn nạn ấy, hắn giơ tay lên chỉ tới. Hô diên uy, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói ta tha cho ngươi khỏi chết. Hồ Diên Uy lớn tiếng nói, ngươi tha ta có ích lợi gì, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn bắt ta làm con tin đúng không? Cha ta là hạng người gì ngươi phải rõ ràng, bắt ta làm con tin sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Cố viễn đạt, ta hỏi ngươi ta có tội gì, ngươi làm người tốt không làm, lại muốn làm phản tặc. Đại quân của cha ta cuốn tới, ngươi chạy được sao? Trong lòng cố viễn đạt hơi trầm xuống, ngẫm lại làm người như hô diên vô hận, đối mặt trước chuyện bắt con trai của hắn làm con tin dường như không có tác dụng gì. Hồ Diên Huy ở đối diện vừa vung kiếm vừa quát, bắn tên, nơi này không có tu sĩ trợ trận, hắn chỉ có thể ra tay trước nhằm chiếm lấy ưu thế. Nếu không tu sĩ đối phương sẽ vào tới, bên này không ngăn được. Như vậy ít nhiều còn có thể chiếm được chút lợi ích. chương 2070, ta thật khó xử a. À. xây Dây cung bắn liên hồi như pháo đột nhiên vang lên, tên lao đi như mưa, đội ngũ phản quân nhanh chóng dơ khiên chống đỡ một đám quân sĩ cũng nhanh chóng dơ đại mục xếp hàng che cản trước người cố viễn đạt cố viễn đạt nghiêm mặt trầm giọng nói tấn công bắn tên phản quân bên này vừa ra lệnh một tiếng toàn bộ cung tiến thủ đánh trả hai bên không ngừng có người chết nhưng cung tiến thủ của phản quân có quy mô không thể so sánh cùng mấy ngàn cấm vệ quân còn sót lại giờ này kết quả có thể tưởng tượng được trên không trung đại điện đã dâng lên khói đặc cuồn cuộn lên đến tận trời trong điện bốn vách tường và trên nóc nhà lửa đã cháy hừng hực. Hạo Vân đầu ngồi ngay ngắn trong hỏa động, nói, Thanh Thanh, từ khi con xuất giá chưa được nhìn thấy con khiêu vũ A. À. Hãy múa đi, múa để trợ uy cho các tướng sĩ. Vâng, Hạo Thanh Thanh chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới chính giữa đại điện thỉnh thoảng có hỏa tinh bay qua, chợt thư giãn thân thủ làm thế ném tay áo, cương nhu tỉnh tể thước tha dáng múa lên. Dáng người hậu sản không lâu nên có vẻ hơi nở nang một chút, đứng múa một mình nhưng có người nào xem nàng múa các tướng sĩ đều đang liều mạng ở bên ngoài không ai có lòng thanh thản nhìn vào bên trong thật ra ánh lửa càng trở nên hừng hực dáng múa của hạo thanh thanh càng trở nên chiếu rọi sáng dỡ động lòng người tên của cấm vệ quân có hạn tên bên trong ống hết rất nhanh chỉ có thể bị động trốn ở phía sau lan can thấy đối phương không còn tên để bắn nữa một tướng bên phản quân vung kiếm quát tiến lên một đám tu sĩ dẫn đầu lao vút tới trước đại quân phía sau kêu giết xung phong phủ tới như thủy triều. Cấm vệ quân nấp phía sau lan can lao ra chặn lại, lại bị tu sĩ phóng ngã như cắt dưa hấu thái rau vậy. Hồ Diên Uy rút kiếm trong tay nhìn mà hai mắt muốn nứt ra, không ngăn được, không có biện pháp cản trở a, à, trơ chờ mắt nhìn thủ hạ chịu chết oan uổng. Tấm lòng ấy người ngoài không thể nào hiểu được, nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài điện, thấy Hồ Diên Uy cầm khiên đứng lên đẩy cửa ra. Hạo Thanh Thanh rơi nước mắt như mưa, dáng múa xoay tròn càng nhanh hơn nữa mắt thấy một tu sĩ nghiêng người đánh tới mình, Hồ Diên Uy hai tay cầm kiếm sẵn sàng. Thời khắc hắn đang muốn liều mạng, không chú ý tới tu sĩ bên cạnh Cố Viễn Đạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về không trung. Trên không trung có người giá phi cầm tọa kỵ bay tới, giao thủ cùng tu sĩ phản quân tuần tra trên không trung. Chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, quan, g, mái hiên bị chọc thủng, một bóng người chợt đánh một đường đao quang, máu tươi văng khắp nơi, không ngờ một đao sông tới chém chết tươi tu sĩ đánh tới Hồ Diên Uy người đến rơi xuống đất cực mạnh, cạch, tiếng đá trên mặt đất vỡ vụn từng phiến. Hồ Diên Uy giơ tay tạp vật che rơi xuống, phát hiện bóng người cao lớn ngăn cản trước người có thân ảnh rất cao lớn, tóc rất ngắn. Người đến quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hồ Diên Uy và nói. Người không sao chứ, Hồ Diên Uy sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ. Sao ngươi lại tới đây, người tới không ai khác, chính là Viên Cương. Hắn muốn đi cùng viện binh quân tần chạy đến để giải vây đấy, ai ngờ viện binh đột nhiên được thám tử truyền tin rằng kinh thành đã bị công phá viên cương sốt ruột biết rằng với lực một mình đến kinh thành không phát huy được tác dụng bao nhiêu nhưng hắn vẫn cố làm lì đưa đầu chịu trận khống chế phi cầm và kỵ lẻ loi một mình khẩn cấp bay đến đây viện quân cũng khuyên hắn không nên thế nhưng không ngăn được hắn vừa đến không trung kinh thành nhìn thấy cung thành khói đen dâng lên cuồn cuộn lập tức lao đến hắn chỉ thấy nơi này đang bị vây công cuối cùng liền tới tra xét nơi này không ngờ vừa vận đụng phải Hồ Diên uy, lại tối hậu quan đầu cứu được một mạng cho Hồ Diên uy. Nếu không chỉ bằng chút võ lực như Hồ Diên Huy, đối mặt với tu sĩ này quả thật là chết chắc rồi. Tới cứu người đấy, viên cương đáp ngắn gọn, lại thấy có tu sĩ vào tới, đao sắc trong tay chém liên tục, bổ tan từng đạo kiếm khi ác liệt đánh tới, đợi đối phương áp sát thân người, lại là một đao như thác nước đột một chém ra điên cuồng. A à, hát hát hát, có tiếng hét thảm vang dội, người tới lại bị một đao của hắn bổ đôi ngã xuống đây là người nào linh hư phủ trưởng môn thường lâm tiên cả kinh thất sắc lên tiếng hỏi trước đó một đệ tử bị chém còn nói nghe được mới vừa phóng đi là một vị đệ tử kim đan bậc cao của linh hư phủ không ngờ lại bị đối phương một đao chém mất không khỏi có chút khó tin càng làm cho hắn giật mình đó là pháp nhãn không ngờ lại không nhìn thấu đối phương có sử dụng pháp lực một đao kia chứa lực trấn nhiếp quá lớn vốn có tu sĩ muốn xông tới thấy thế lại sợ tới mức không dám tùy tiện đến gần rồi hồ diên uy cũng rất hưng phấn nghe nói là tới cứu mình, thêm nữa thấy vị này giết tu sĩ một cách dễ dàng giống như cắt dưa hấu thái rau vậy, càng thêm hưng phấn không thôi. Huynh đệ, ta biết ngay ta không nhìn lầm người. Đúng rồi, nghe nói người trở thành ma giáo thánh tử, không biết dẫn theo bao nhiêu tu sĩ đến đây vậy. Viên cương bảo vệ hắn, cảnh giác trả lời. Không dẫn theo người, ma giáo không dính vào chuyện này. Ta chỉ đi có một mình, cái gì, hô Diên uy không nói nên lời hắn còn trông cậy vị này dẫn theo người đến trợ giúp cho người của mình ở bên này phá vây đó mà chỉ có một mình đối mặt với thiên quân vạn mã làm được cái khỉ khô gì chứ viên cương cảnh giác bốn phía trầm giọng nói nơi này không nên ở lâu theo sát ta ta dẫn mang người phá vây rời khỏi đây lão bà ta và hoàng đế nhạc phụ vẫn còn ở bên trong ngươi có thể dẫn cả ba người chúng ta phá vây được không hồ diên Huy đỏ mắt trông mong hỏi hy vọng viên cương nhanh chóng nhìn lại lúc này mới phát hiện qua hỏa quang rừng rực trong đại điện còn có người. Dĩ nhiên là hắn nhận ra hạo thanh thanh, lúc này đang bay múa trong lửa nóng, xinh đẹp lạ thường. Hôm nay hắn mới biết nữ nhân này biết khiêu vũ, không ngờ lại múa đẹp mắt đến vậy. Hắn có thể nhìn thấy lệ quang trong đôi mắt của hạo thanh thanh. Nháy mắt trong đầu trượt lóe lên một hình ảnh, nữ nhân kia rất kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn hắn nói, viên cương, ta thích ngươi. Hạo thanh thanh cũng nhận ra hắn, trong đầu cũng hiện lên một hình ảnh cũng tương tự như vậy trong đôi mắt đẫm lệ mang theo nụ cười mấy phần bi thương. Nàng không nghĩ còn có thể gặp lại nam nhân này, tại thời điểm nguy hiểm như vậy còn có người nguyện ý đứng ra. Năm đó dường như mình rất thích nam nhân này đấy, giữa đêm trằn trọc không yên giấc, lén lút vụng trộm tưởng nhớ hắn ta khó có thể ngủ được. Ngẫm lại năm đó thổ lộ ngô nghê, nhìn lại hắn hiện tại, chỉ có thể nói bản thân mình năm đó lấy hết dũng khí thổ lộ không lầm người. Bản thân mình cũng không nhìn lầm người, trong chấp nhóm này, Trước đó tâm lý nàng bị khốn nhiễu bởi thời kỳ hậu sản, đột nhiên nước mắt như mưa cười rạng rỡ, phát hiện cuộc sống cũng không u ám đến vậy, vẫn có sắc thái rực rỡ và tươi đẹp. Điệu múa trong hỏa tinh càng trở nên lãng mạn rồi. Đối với một số người mà nói, hành vi của viên cương là ngu xuẩn. Nhưng đối với những người được hắn trợ giúp chính là có thể cảm nhận được hào quang và tốt đẹp của lòng người. Hạo vân đầu ngồi nghiêm trên ngôi vị hoàng đế cũng nhìn thấy viên cương. Hắn không nhận ra, không hề biết người đột nhiên chạy tới đây là ai, nhưng nhận ra mình đang được hỗ trợ, nhận ra có quen biết với Hồ Diên Uy. Viên cương quét mắt một vòng qua hai người trong điện, cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Dựa vào một mình hắn, muốn đưa ba người phá vây từ trong thiên quân vạn mã là hoàn toàn không có khả năng. Thêm nữa trong quân phản loạn còn nhiều tu sĩ như vậy, đừng nói là đưa ba người đi, ngay cả đưa một người đối mặt trước sự vây công bốn phương tám hướng, chưa chắc hắn đã có thể chu toàn. Lời nói khó nghe đấy, chính một mình hắn chưa chắc có thể phá vây ra ngoài, biết nguy hiểm còn xông vào, chỉ dựa vào huyết dũng một lời không thẹn với lòng. chương 2071, một vị tiểu binh một. Nhưng hắn có thể làm sao? Đừng nói tới hoàng đế tề quốc, hắn cũng không thể bảo hô diên uy vứt bỏ lão bà đi. Giết, một đám phản quân gào thét vào tới, đao thương cùng triển khai lao lên vây công. Viên cương bỗng nhiên quay đầu vung tay, ném hô diên uy lảo đảo lui ra sau đụng vào tường, đao quang trong tay chém soàn soạt liên tục. Trong những tiếng kêu thảm liên miên, đao thương từ bốn phương tám hướng trên thân hắn không ngờ lại không thể đâm vào thân thể hắn viên cương cầm trường đao xoay người chém một cái máu tươi văng khắp nơi một đám phản quân ngã xuống chung quanh trông giống như chém dưa thái rau vậy cấm vệ quân bị tiêu diệt gần hết phản quân không ngừng vào tới như thủy triều viên cương bảo hộ ở trước đại điện cuồng đao chém lung tung tiến tới gần người chết hồ diên uy ở bên cạnh cũng vùng kiếm chém giết lung tung cũng đánh ngã mấy người xem ra vẫn có chút công phu một đám phản quân cuối cùng bị giết không còn dám tiến lên nữa viên cương vung đao quang trông như một huyết nhân vậy phản quân hoảng hốt sợ tới mức leo lên nấc thang xong rồi thối lui xuống phía dưới bậc thang một đám cung tiến thủ xông lên trước một tiếng bắn tên vừa hô tên lao tới bao trùm như mưa viên cương liên tục huy đao quang trong tay chỉ che nơi yếu hại ở mắt tên bắn trên người hắn đua nhau rơi xuống đột nhiên hắn nhận ra có điều gì đó không ổn chợt quay đầu lại phát hiện hô diên uy miệng mũi đầy huyết đã bị bắn ngã xuống như một con nhím vậy. Hắn hợp lực chắn trước người Hồ Diên Uy, trong lúc rối loạn không còn bận tâm đến cung tiến thủ đang phóng tên đánh lén ở hai cánh trái phải. Đây là tình huống loạn quân vây công thường xuyên xuất hiện. Công kích là vô khổng bất nhập, khiến người ta khó mà phòng bị. Trước tình huống như thế nếu người còn không đi mau, chính là muốn chết. Nhưng mà đối mặt với ba người, nhất thời Viên Cương không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Viên Cương xoay người đánh tới, đưa lưng về phía mưa tên bay đến tán loạn nhằm cản trở cho Hồ Diên Uy đã ngã xuống đất. Vừa nhìn thương thế của Hồ Diên Uy, thấy rõ hắn không thể sống sót được rồi. Hạo Thanh Thanh khiêu vũ trong miệng, nhìn thấy trượng phu ngã xuống, hai mắt ướt đẫm, khóc sướt mướt. Trong miệng Hồ Diên Uy đầy huyết, cười thảm, dồn dập thở dốc. Đau quá, đau đớn, đau chết ta rồi, huynh đệ, ta không muốn kết cục này, cũng không muốn nổi trội gì hơn. Nhưng trung quy cha ta cứ chừng trị ta bằng gia pháp, bước ta tiến tới tướng quân khó tránh khỏi vong trước trận ta từ nhỏ đã biết được nhưng không trốn mất nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành thống lĩnh cấm vệ quân tề quốc đây gọi là cái chuyện quái quỷ gì giơ tay lên gắng sức nắm lấy vạt áo của viên cương không ngờ lại rơi lệ mẹ nó chứ ta không muốn làm anh hùng ta cũng sợ a à, ta có cơ hội chạy nhưng đại ca của ta và nhị ca là anh hùng nếu ta chạy thoát sợ có hại thanh danh dùng mạng đổi lấy của bọn họ ai không muốn sống chứ nhưng ta muốn chạy lại không dám chạy ta thật là khó xử a à? hạo thanh thanh trong điện chợt khóc lớn ngu ngốc kiếp sau thiếp vẫn gả cho chàng đừng cưới nàng ta khổ tám đời kiếp sau có xa mấy ta cũng tránh né nàng thật xa âm thanh hồ diên uy yếu dần cánh tay cầm vạt áo của viên cương có thế buông lỏng bỗng ra sức lắc lắc miệng đầy huyết cứng cổ nói bản thân hoàng đế muốn chết ta lấy cái mạng ở cùng hắn hồ diên ra ta xứng đáng với hắn có thể không quản cứu Mẹ của hai tử, mang lão bà ta đi, sau đó đầu nghẹo sang một bên, không một tiếng động nữa. Tên công kích dày đặc như thế, người đó vẫn nguyên vẹn. Tu sĩ ở bên ngoài ai nấy đều kinh ngạc, người này là người nào? Viên cương đỏ cả vành mắt chợt ngẩng đầu, nhìn Hạo Thanh Thanh đang bay múa trong tiếng khóc và hỏa tinh tung bay, chợt đứng dậy xông vào. Đúng lúc đó, một cây xà ngang to lớn cháy đỏ rừng rực chợt nện xuống, một đao bổ văng ra, nhưng lại không kịp cứu rồi. Tên Liên Nguyên nóc nhà dường như không chịu nổi gánh nặng rồi, vào giờ khắc này khẽ sập là sập toàn bộ, toàn bộ sụp đổ âm ầm, cùng nhau chôn vùi người nước mắt thê lương đang múa trong điện và người ngồi trên ngai vàng chung một chỗ rồi. Cả tòa cung điện sụp đổ, tên bắn cũng ngừng, phản quân nhìn đại điện cháy phừng phừng, bụi mù trượt lắng lại trong giây lát, có thể nhìn được đao quang phản xạ hỏa quang, một bóng người cầm đao lẳng lặng đứng trước biển lửa hừng hực. Hỏa tinh bay múa, không nhìn thấy được gì cả, chỉ có hỏa quang chói mắt chất đống như núi tạp vật tản ra ánh lửa chói mắt sức nóng của lửa rất cao, đứng trước biển lửa có cảm giác không khác gì so với đặt người nướng trên lửa nóng. Thịt da nướng trên lửa nóng khiến đau nhức, quần áo và lông tóc bắt đầu cuốn cháy. Viên cương vẫn yên lặng, hắn đã không thể hoàn thành phó thác của Hô Diên Uy lúc lâm chung rồi. Đã có cảm giác y phục mang trên người hàng trăm hàng ngàn vết thủng, rách dưới, bị tên bắn thủng không biết bao nhiêu lỗ. Sau một lúc lâu, viên cương mới yên lặng xoay người, xoay người quay lại bên cạnh thi thể của Hô Diên Uy, nhìn chằm chằm trong giây lát, đao trong tay chợt vù một tiếng, xuyên thạch cắm xuống, cắm trên mặt đất. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhổ tên trên người hô diên uy xong, ôm ngang lấy thi thể rồi xoay người, lại đi về phía biển lửa. Phản quân ở bên ngoài còn có tu sĩ, đều lặng lặng nhìn tình cảnh này. Bọn họ không rõ người này muốn làm gì, hoàng cung đã công hãm rồi, lực lượng thủ vệ sau cùng trong cung cũng bị bọn họ tiêu diệt, bọn họ đã không chút hoang mang rồi. Viên cương ngừng trước biển lửa, đưa mắt nhìn gương mặt dâu quai nón nhúm máu, đột nhiên ném ra song trường ném thi thể của hồ diên uy vào trong biển lửa giao chiến bên này có chuyện đốt thầy thị uy hắn không muốn thi thể của hồ diên uy bị người lợi dụng làm nhục vì thế mới ném vào lửa đỏ xem như là một lựa chọn để cho hắn và hạo thanh thanh đoàn tụ không nhìn cảnh thi thể bị diệt trong lửa than viên cương xoay người quay về đi tới trước chỗ cắm đao hắn thuận tay cầm lấy chuôi đao rút đao vào trong tay rồi đi tới trước đứng trước nước thang sát làn danh ánh mắt quét về phía phản quân Linh hư phủ trưởng môn thường lâm tiên chật quát, rốt cuộc các hạ là ai? Hãy xưng tên đi, viên cương không trả lời, ánh mắt tập trung vào tướng lãnh giới đại kỳ chữ cố, tập trung chú ý vào cố viễn đạt, thoáng nhảy lên rồi phóng tới trước. Dĩ nhiên là phản quân và tu sĩ hỗn tạp tụ tập ở đó không thể ngồi nhìn, bất đắc dĩ không thể không ngăn trở. A à tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết nhục vang tung tóe. Viên cương cầm một đoàn đao quang một mạch liều chết, lao tới đám người chém như sóng tràn, không ai cản nổi. Mắt thấy viên cương vào tới, một đám người dưới đại kỳ chủ soái lập tức nhìn ra Cố Viễn Đạt là hướng mà viên cương đang vào tới. Quả nhiên, viên cương tới gần rồi đột nhiên bắn lên, đứng lơ lửng trên không vung đao đánh tới soái kỳ. Ba đại phái trưởng môn nguyên về quốc lập tức phản ứng, bắt lấy Cố Viễn Đạt từ trên lưng ngựa bay lên trời, một mạch bay về sau. Viên cương không có bản lĩnh bay tới bay lui trên không trung, vẫn hạ xuống vị trí đã định, người vừa hạ xuống, lập tức đánh nhau cùng một đám tu sĩ một đám tu sĩ đã chứng kiến lực công kích hung mãnh của hắn vì thế không đối cứng cùng hắn mà lựa chọn chiến đấu nhưng ba đại phái trưởng môn nguyên vệ quốc bảo vệ cố viễn đạt đã hạ xuống cổng thành ở phía sau nội thành viên cương không quan tâm đang dây dưa cứng rắn liền xông ra ngoài lại giết tới hướng cổng thành khi tới gần cứ như là pháo bắn lại lao tới cổng thành người khác còn chưa tới mấy người bảo vệ cố viễn đạt đã trước một bước phóng lên cao phi cầm tuần tra không trung cỡ lớn được triệu tập đến đón lấy mấy người rồi bay lên không. Rơi vào tình cảnh ấy, viên cương đứng trên thành lầu, ngửa đầu nhìn cố viễn đạt trên không trung, trong lòng tràn đầy đau buồn và phẫn nộ. Hắn không có chỗ phát tiết, đành cô đao chỉ lên, giống giận. Cố viễn đạt, chương 2072, một vị tiểu binh, hai. Trong nháy mắt, dường như phi cầm tuần tra không trung lâm vào trạng thái mất khống chế, bắt đầu bay loạn, người khống chế khẩn cấp lắc chỉ linh ổn định. Mà lúc này, một đám lão đầu đã rơi vù vù trên cổng thành, vây quanh viên cương có người còn đem theo xích sắt chính là thái thượng trưởng lão của ba đại phái nguyên vệ quốc nhận thấy viên cương rất khó dây dưa cho nên nhóm lão già này đã tự mình ra tay viên cương lập tức hô đao bốn phía quay người là một đao bổ tan vỡ một đạo trưởng cương hắn lại một mình xông tới đối phương nhanh chóng lui ra sau mấy sợi xích sắt bay bay lao tới vù vù viên cương uốn người vung đao chém xích đánh loảng xoảng vang dội tia lửa bắn ra bốn phía nhưng đối mặt với chiến đấu vây công đối phương lại không dùng lực đối địch với hắn khiến cho hắn không theo kịp chung quanh rất nhanh cả người đã mất đi thăng bằng ngã lật xuống đất một người thi pháp khống chế xích sắt quấn lấy hai chân của viên cương chợt phát lực lật ngược hắn lên nhanh chóng kéo ra sau viên cương chợt xoay người điên cuồng đánh ra một đao ầm um, xích sắt đứt lìa nhưng hành động hấp tấp tự cứu mình của hắn lại mang đến cho đối thủ cơ hội thừa dịp gần như đồng thời hai cổ tay của hắn bị một đạo xích sắt quấn lấy hai lão đầu mỗi người lập tức lôi một sợi dây xích kéo hai tay của viên cương ra viên cương thuận thế từ dưới đất nhảy lên dùng sức lôi hai tay trở về lập tức kéo cho hai chân của hai lão thi pháp điên cuồng cầy sới ầm ầm kéo trở lại hai bên phải trái lập tức lại các hai tên thái thượng trưởng lão của ba phái hỗ trợ trợ lực kéo xích sắt lại bấy giờ mới dần dần kéo hai tay của viên cương ra một lão giả phát lực kéo kinh ngạc hô lên man lực người này thật lớn a à, không muốn kinh hãi cũng khó khăn đám lão già này có người nào mà không phải là tu vi kim đan đỉnh cao hai người thi pháp so tài không ngờ lại không bằng man lực của một người cần phải hai ba người mới có thể chế trụ được người này do đó có thể thấy người này khí lực khoa trương bao nhiêu khó trách a khó trách trước đó đối phương có thể chém một vị kim đan tu sĩ bằng một đao hết sức dễ dàng lão phu xem ra thịt ngươi dày bao nhiêu một lão đầu quát lạnh bay lên không lơ lửng trên không với một đạo kiếm quang như thác nước toàn lực một kiếm gào thét chém vào đầu của viên cương. Bị lực chi phối cố định, viên cương không thể tránh thoát. A à, hát, hát hát một tiếng hét lên khẩn cấp, gân xanh trên người nổi lên, dùng hết tất cả lực đạo đột nhiên uốn người vùng lên. Sáu người kéo túm hai bên càng bị dao động, ra sức nghiêng người tránh né kiếm quang của viên cương rơi xuống như thác nước, tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng hai tay kéo túm thật khó có thể tránh khỏi. Một cánh tay đầy máu tươi đi tới, kiếm quang chém thẳng xuống, cánh tay thứ nhất đứt liệt, cánh tay cụt cầm đau bị một xích sắt kéo túm lôi bay ra ngoài. A à hát, hát hát viên cương kêu rên một tiếng đau khổ, điên cuồng đá ra, một đá vào lão đầu đã chặt đứt cánh tay của hắn, khiến cho lão đầu phốc huyết bay ngược ra sau. Viên cương cũng thừa cơ đột một đánh tới một bên, thừa dịp thoát ly khỏi khống chế của bên kia, người pháo bắn đi, dùng thân điên cuồng đánh tới ba người đang kéo ở một đầu khác. Ba người kéo xích sắt đồng thời bay lên không, lướt qua đánh tới từ đỉnh đầu viên cương. Ba người rơi xuống đất đồng thời thi pháp biên cuồng. Lần nữa kéo ngã viên cương vừa rơi xuống đất chưa ổn. Vù, tiếng xích sắt vang lên. Ba người lôi cánh tay cụt đi bỏ tay cụt, lắc mình len qua. Lần nữa quăng ra xích sắt quấn lấy hai chân của viên cương. Một bên lôi tay, một bên lôi chân, tiếp tục kéo viên cương lại. Hơn nữa còn lôi ngang viên cương cách mặt đất. Máu đang chảy ồ ạt trên bả vai bên cánh tay cụt của viên cương. Lão đầu lúc trước sắc huyết bay đi lại bay trở về, lên tiếng quát chói tai. Ta xem ngươi còn đường nào trốn tránh, lần nữa vồ trượt chém xuống một kiếm, kiếm quang gào thét lao xuống như mưa, chém thẳng vào bên hông của Viên Cương, rõ ràng muốn chém vào hông của hắn. Chính lúc này, một đạo mị ảnh lắc mạnh, mọi người chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lão đầu bổ kiếm. Ầm, một tiếng bay ra ngoài, người bay ra như sao rơi. Một tiếng ầm vang, đụng xuyên tiến vào trong cổng thành, cả đám người kinh hãi, trưởng môn ba phái nhìn chằm chằm trên không trung cũng giật mình sửng sốt không rõ từ đâu lại thoát ra người này người tới giống như một vị tiểu binh trong phản quân dưới mũ giáp là một tấm vải che mặt xuất thủ rất nhanh kéo sợi xích sắt run lên một chặp xích sắt quấn lấy cổ tay viên cương liền tự động giải văng ra rồi tiểu binh bắt lấy đai lưng viên cương sau đó xách người hắn lên xông tới ba người kéo ở một đầu khác tiểu binh không đánh ba người mà đột nhiên nhấc viên cương bay lên không bay lên đá dẫm nát xích sắt mũi chân điểm một chút xích sát quấn ở hai chân viên cương lại lần nữa tự động giải văng ra. Tiểu binh mang viên cương phi thân đi, rơi xuống thành lâu, lên xuống mấy lần thì đã đi xa rồi. Tu sĩ gần đó vào tới ngăn chặn đều bị đánh bay bốn phía, không ai cản nổi. Trên cổng thành, thái thượng trưởng lão ba phái đưa mắt nhìn, kinh nghi bất định, cũng không ngơ ngác nhìn nhau. Đại hán tóc ngắn này rất cổ quái, ai ngờ lại thoát ra một cao thủ cổ quái như thế chứ. Cao thủ có thể cứu người thoát đi từ trong tay bọn họ một cách dễ dàng thực lực thế này nói là sâu không lường được cũng không phải là quá đáng. Truy đuổi không, có người ngẩng đầu nhìn phi cầm tỏa kỵ truy đuổi trên không trung lên tiếng. Lão giả bên cạnh trả lời, dựa vào thực lực của đối phương, chúng ta đuổi theo có ngăn được không? Khụ khụ, có tiếng khóc truyền ra từ căn phòng bên trong thành lâu, kèm theo tiếng ho khan. Lập tức có người lắc mình đi tra xét, chỉ thấy thái thượng trưởng lão đồng môn đang gắng gượng vịn vào tường, muốn đứng lên lại té ngã, thỉnh thoảng miệng còn ho ra máu, Lúc này tiến lên nâng đỡ. Sư huynh, huynh ra sao rồi? Người ho ra máu nhìn thấy rõ người tới, lại gắng sức lắc lắc cái đầu đến choáng váng, thở dốc nói. Người tới có thực lực mà chúng ta không thể ngăn a. À. Mau bỏ đi, hắn đã trúng một cú đánh, không mò ra sâu cạn của đối phương, nhưng cũng biết mức độ nặng nhẹ. Người nâng đỡ nói, "Sư huynh không cần lo lắng, đối phương đã đi rồi." Bên trong tiểu viện, Hạo Chân ngẩng đầu nhìn theo hướng cột khói dâng lên, dù gì nói là hướng hoàng cung, hoàng cung bị phản quân công hãm. Thiệu Liễu Nhi đi tới bên cạnh hắn, biết hắn lo lắng cái gì, vì thế an ủi. Vương gia không cần lo lắng, ba đại phái đã dẫn nhóm người bệ hạ rút lui rồi. Hạo chân khẽ lắc đầu, còn rất nhiều người vẫn không đi được. Thiệu Liễu Nhi có thể hiểu được, tu sĩ thủ hộ kinh thành không thể dẫn theo tất cả mọi người. Một số phi tử trong cung rơi vào tay phản quân, kết quả có thể tưởng tượng được. Quách mạn đã trở lại, từ bên ngoài trở về, gật đầu mỉm cười với hai người. Hạo Chân xoay người gọi lại, "Quách Nàng Nương, tình hình chiến đấu trong thành như thế nào?" Quách Mạn dừng bước, thở dài đáp, "Chiến sự đã kết thúc, phản quân đã chiếm lĩnh toàn bộ kinh thành, đang càn quét linh tinh còn lại sau cùng." Dứt lời liền rời đi, không nói thêm điều gì nữa, sợ nói ra càng làm cho vị này khó chịu. Hạo Chân lại nhìn theo hướng cột khói dâng lên, thất vọng mất mát. Tại sao có thể như vậy? Tề quốc lớn như thế, trong nháy mắt làm sao lại trở thành như vậy? Chốc lát sau, Quỷ Y đi ra, dẫn theo hai vị đệ tử Vô Tâm và Vô Tướng. Bên này phái Quách Mạn đi liên lạc người của Thiên Hạ Tiền Trang tại Tề Kinh. Chiến sự có đánh như thế nào đi nữa, cũng không ai dám động tới Thiên Hạ Tiền Trang. Quách Mạn tìm được người của Tiền Trang trong Đại Nguyên Thánh Địa, âm thầm cáo tri Quỷ Y tới làm việc phụng theo pháp chỉ của Nguyên Sắc Thánh Tôn, cho hợp liên lạc với phản quân bên kia. Đây cũng là thông báo của Nguyên Sắc bên kia đi lại các nơi, thời điểm cần trợ giúp trực tiếp tìm người của Tiền Trang. Dù sao Tiền Trang đều có tại Thiên Hạ Các Thành, chương 2073, lại thấy Tam Hống Đao. Phụng Nguyên sắc pháp chỉ mà đến, đối phương không dám thất lễ, ngay lập tức tìm được nhân viên quan trọng của phản quân bên kia, âm thầm tiến hành trao đổi, bí mật hiệp trợ, nhanh chóng sắp xếp sự tình xong xuôi, dễ dàng cho quỷ y bên này hành sự. Đối với thất thánh khống chế thiên hạ mà nói, âm thầm vận dụng nhân lực làm chút chuyện cũng không sao. Đại chiến mới vừa ngừng, ba thầy trò quỷ y muốn thừa dịp này đi tìm nhãn cầu cấy ghép thích hợp. Thi thể trì hoãn lâu không được, cần phải tranh thủ thời gian. Nhan Bảo Như và Quách Mạn được vô tâm giữ lại, cho hai người trông nhà hộ viện. Mặc dù bên này đã chào hỏi với người của tiền trang, theo lý thuyết thì phía bên phản quân sẽ không có ai dám tự tiện xông vào tiểu viện này, tuy nhiên vẫn phải cho hai người ở lại để chuẩn bị phòng ngừa. Gần khuya, đột nhiên có người của phiêu miếu các tới cửa bái phòng. Chỉ có một chuyện, chính là trực tiếp dẫn thiệu liếu nhi đi. Đám người hạo chân cảm thấy bất an, không biết phiêu miếu các tại thời khắc tề kinh đại biến này, đột nhiên mang thiệu liếu nhi đi là có ý gì. Hơn nữa trong lúc bận rộn dọn dẹp thi thể bên trong thành, vô tâm lại nhận được một phong thơ. Trong thơ đại ý là bảo hắn đừng rêu rao về sự việc thiệu liếu nhi bị dẫn đi, nếu không sẽ chờ nhặt xác thiệu liếu nhi đi, nói sẽ quay lại liên lạc với hắn. Trong thư cứ luôn nhắc nhở rằng, nếu dám tiết lộ phong thanh thì kết quả là nhìn thấy thi thể của thiệu liễu nhi, vứt bỏ chuyện bận bịu trong tay, vô tâm chạy đi ngay, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của quỷ y và vô tướng. Vô tâm chạy về tiểu viện xác nhận tình huống, bóng đêm buông xuống, trên đỉnh núi, như hữu đạo đứng chắp tay, nhìn ánh đèn đóm le lói nơi kinh thành tề quốc phía xa xa. Vân cơ yên lặng ở bên bồi tiếp, nghe tiếng côn trùng kêu liên miên ở trong núi. Ban đêm, khi bọn họ đến đây, phát hiện chiến sự đã kết thúc. Bốn phía trên thành tường kinh thành đã bị phản quân chấn giữ rất nghiêm mật, không tiện ra vào thêm nữa bên trong thành đang lục soát khắp nơi, người đeo mặt giả rất khó pha trộn qua mắt được. Hai người đều không thích hợp bại lộ chân diện mục, nhất là Nghiêu Hữu Đạo. Không còn cách nào khác là để cho Vân Cơ xâm nhập vào thành, tìm được thám tử do Ngũ Lương Sơn bố trí tại Tề Kinh, đề nghị hắn hỗ trợ tìm hiểu tình hình của Viên Cương. Những việc khác, cứ chờ đấy, lúc nửa đêm, cuối cùng có một người bay vút tới, bái kiến Vân Cơ. Không thấy Nghiêu Hữu Đạo, trước mắt Nghiêu Hữu Đạo khi đang ở bên ngoài đóng vai là người hầu cho Vân Cơ vân cơ nói không cần khách sáo nói đi có dò thăm được tin tức của viên cương hay không người đến trả lời có tin tức tìm được qua dò xét người quen trước kia có tiếp xúc ở trong phản quân viên gia của mao lư sơn trang hẳn là vào lúc phản quân đánh vào hoàng cung xuất hiện qua từng kề vai chiến đấu qua cùng thống lĩnh cấm quân hô diên uy hắn nói tường tận tình hình thăm dò vân cơ liếc mắt phản ứng của ngưu hữu đạo thấy hắn khẽ gật đầu lúc này phất tay nói với người tới tốt biết rồi Ngươi cực khổ a, à, đi về trước đi, có chuyện sẽ liên lạc với ngươi. Vâng, người đến nhanh chóng rời đi. Sau khi tiếng người đã đi xa, Vân Cơ thở dài. Phán đoán của ngươi không sai, nhìn hình dung bộ dạng, còn có vẻ sức lực ngu xuẩn, ngoại trừ hầu tử sẽ không có ai khác. Quả nhiên hầu tử đến bên này rồi, không ngờ lại bị chém đứt cánh tay. Người này không khỏi quá lỗ mãng a. À. Hừ, mất đi cánh tay là ít, có thể giữ được cái mạng cũng không tệ rồi rõ ràng là nghiêu hữu đạo đang cắn răng nghiến lợi mà nói lòng đầy hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vân cơ hồ nghi tên lính cứu người của viên cương kia là người nào nghiêu hữu đạo cười ha hả đáp còn có thể là ai chứ ai có thể ở trong một đám thái thượng trưởng lão của ba đại phái về quốc của phản quân cứu người dễ dàng như vậy tám chín phần chính là bản thân lữ vô xong rồi ngoại trừ nàng ta ta không nghĩ ra có cao thủ nào còn có thể xuất thủ đúng trong lúc này trong ánh mắt của vân cơ chợt hiện lên nét sầu lo quả nhiên là sợ cái gì sẽ gặp cái đó nếu đúng là lữ vô song thì thật phiền toái rồi lên tiếng hỏi nếu người rơi vào tay của lữ vô song muốn lấy người ra giống như lần trước sợ là không có khả năng rồi không có bằng chứng người ta không thừa nhận bắt người ai có thể làm gì nghiêu hữu đạo hít sâu một hơi trầm giọng nói đi vân cơ nghi ngờ đi đâu nghiêu hữu đạo chậm rãi nói nàng ta tìm viên cương còn có thể vì cái gì hẳn là đi vô biên sa mạc rất nhanh một con phi cầm tỏa kỵ từ sâu trong núi bay lên không. Hai người giá phi cầm tỏa kỵ thừa dịp trăng sáng mà đi. Phản quân đang chỉnh đốn lại trật tự nơi kinh thành, cũng lần nữa chỉnh đốn phòng thủ thành phố. Họ chuẩn bị suốt cả đêm, chuẩn bị ứng đối với đội ngũ bình định đến đây. Vô tâm và nhan bảo như đi tới trên tường thành một cách dễ dàng, nghĩ đến danh nghĩa làm việc cho nguyên sắc, được một vị nhân viên của tiền trang âm thầm hiệp trợ, quân phòng thủ và tu sĩ giữ thành thả hai người ra khỏi thành. Nhan bảo như cầm lấy tay của vô tâm rồi bay ra khỏi thành, độn vào trong bóng đêm mịt mờ. Thôn trang cách mười mấy dặm ở ngoài thành, đối mặt với chiến sự sớm đã người không phòng chống, dân chúng đều chạy mất đi tránh nạn. Nơi cửa thôn có người xuất hiện, ngăn cản nhan bảo như lại, bảo nhan bảo chờ tại đây, chỉ cho một mình vô tâm đi vào thôn. Nhan bảo như có phần lo lắng, vô tâm lại tỏ ý để nàng ở lại. Sau đó có người đưa vô tâm tiến vào thôn, dẫn vô tâm vào căn nhà lớn nhất dân cư trong thôn. Dưới ánh đèn trong phòng, một người đang tĩnh tỏa bên cạnh bàn, nhìn vô tâm bước vào cửa và nở nụ cười. Chật chật, không ngờ đã đến thật rồi. Vô tâm mặt mày căng thẳng, nói. Rốt cuộc các ngươi là ai? Người an tọa mỉm cười trả lời. Không nhận ra cũng rất bình thường, đổi lại bình thường, ta không phải là người mà ngươi nói gặp là có thể gặp được. Ta tự giới thiệu về mình một chút, nguyên các chủ của vô biên các lam minh. Vô tâm đột nhiên có rụt đồng tử, kinh ngạc, càng trở nên không hiểu vì sao Lam Tiên Sinh muốn bắt Phương Phi đi, một nhân vật nhỏ như người đương nhiên sẽ không hiểu rõ người chúng ta làm việc như thế nào. Có những việc không cần biết quá nhiều, người chỉ cần làm theo là được, Lam Minh đứng dậy, đi tới bên cạnh vô tâm, dì tai lẩm bẩm một hồi. Trên mặt của vô tâm dần dần hiển lộ thần sắc kinh động. Nhan bảo như được người giám thị ở cửa thôn, sau khi nhìn thấy vô tâm bình yên trở về thì nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón người, hỏi. Tiên sinh, không sao chứ? Vô tâm lắc lắc đầu, không sao đi thôi nhan bảo như lại theo hắn trở lại kinh thành về lại chỗ cũ có người của tiền trang phụ trách tiếp ứng sau khi tiếp ứng hai người vào thành xong xuôi hai bên liền phân cách ra về tới tiểu viện thấy hạo chân đang chờ đợi trong lo âu vô tâm tiến lên an ủi vương ra yên tâm ta đã giúp vương ra xác nhận qua vương phi tạm thời không sao chỉ là phiêu miếu các muốn tìm nàng ta xác nhận một số chuyện sau này sẽ đưa nàng trở về hạo chân không hiểu nàng có thể có chuyện gì đáng giá để phiêu miếu các phải thỉnh người chứ vô tâm đáp đợi vương phi quay về tự nhiên sẽ biết vương ra phiêu miếu các làm việc quy củ hẳn ngài đã biết ngài không nên nói lung tung nếu không sẽ gây phiền phức a à. hạo chân đành bất đắc dĩ gật đầu hiểu rồi hiểu rồi vô tâm cứ thế mà tiến vào phía sau dược phòng quỷ y đang ở trong dược phòng chuyển một số dược vật nhìn thấy vô tâm yên lặng tới gần liếc mắt nói lén lút đi đâu làm gì đó Trước đó vô tâm gạt hắn không dám nói, bởi vì đối phương khai báo, sợ thiệu liễu nhi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc này lại không thể không nói rồi, bởi vì cần sự trợ giúp của sư phụ. Sư phụ, thiệu liễu nhi bị người bắt đi, chương 2074, gia tộc bí mật một Sau đó nói rõ sự việc thiệu liễu nhi bị phiêu miếu các mang đi. Quỷ y giật mình, kinh ngạc nói, phiêu miếu các bắt nàng làm chi, chẳng lẽ trên thân nàng ta còn có cái gì khác hay sao? Vô tâm biểu lộ thần sắc đau khổ, là đệ tử làm phiền hà đến nàng, quỷ y buông xuống vật trên tay xuống, cau mày nói. Cái gì gọi là ngươi làm phiền hà đến nàng, tại sao ngươi lại đụng tới phiêu miếu các chứ, nói rõ ràng cho ta nghe xem, vô tâm thống khổ trình bày, bắt đi nàng ta đi thật ra không phải là phiêu miếu các, là có người giả thân phận của phiêu miếu các. Quỷ y trầm giọng, người nào lớn gan như vậy, vô tâm đáp, nhi tử của Lam Đạo Lâm Lam Minh, vừa rồi đệ tử ra khỏi thành là đi gặp mặt hắn. A hát, quỷ y giật mình không ít, tên kia đã phản tra hắn, ngươi chọc tới loại người như Lam Minh từ lúc nào vậy? Vô tâm nói, không phải là đệ tử chọc tới Lam Minh, mà là việc sư phụ đang làm hiện tại đã bị Lam Minh theo dõi. Hắn muốn một con mắt của nguyên phi tâm phúc của nguyên sắc. Song gương mặt buồn rầu kể chuyện hắn gặp Lam Minh cho sư phụ nghe. Quỷ y nghe xong trầm giọng nói, ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi nên biết, cuộc đấu sức giữa những người kia không phải chúng ta có thể tham dự đấy. Một khi cuốn vào, một nhược điểm lớn như vậy rơi vào tay người ta, liền không còn cách nào thoát thân. Không phải vi sư không chịu giúp cho ngươi, mà là vì sư không thể, không dám và cũng không có khả năng giúp cho ngươi. Vô Tâm cúi người, quỳ thụp xuống, đệ tử biết sai rồi, hối hận không nghe lời của sư phụ. Giờ này chẳng những không thể giúp đỡ nàng ta, ngược lại còn gây ra phiền hà cho nàng. Tiếp đó dập đầu trên đất, cầu xin sư tôn tương trợ, chỉ cần sư tôn nguyện ý xuất thủ tương trợ đệ tử nguyện cùng sư tôn quay trở về dược gốc tiềm hành tu tập y thuật quỷ y liền nghiêm mặt im lặng nhìn chằm chằm vào tên đệ tử yêu quý đang cuống quýt dập đầu phía chân trời lộ ra dáng hừng sáng sát biên giới của vô biên sa mạc vô tận trên vách núi đá có bóng người từ trên trời giáng xuống người hạ xuống đất thuận tay vứt xuống một người chính là viên cương bị cụt tay chỗ cụt tay đã được người cầm máu bằng phương pháp điểm nguyệt vị viên cương chống đỡ cánh tay cụt từ từ ngồi dậy trầm mặc trong thần sắc vẫn lộ ra sự suy sụp, vẫn không có vượt ra khỏi vẻ trách cứ từ việc không thể cứu được vợ chồng Hô Diên Huy. Đáng giá không, tiểu binh hắn cứu chợt phát ra giọng của nữ nhân, cũng theo dõi cánh tay cụt của hắn. Nữ nhân, viên cương ngẩn người, hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc ngươi là người nào? Tiểu binh giơ tay lên, đưa tay ra sau lưng biến thành chảo chụp một cái, một túi vải bố vác sau lưng vứt cho không chung, rơi thẳng xuống đất. Com! vật đó cắm trên mặt đất và phát ra âm thanh ông ông quanh quẩn, vải bố bao lấy nhân đó tản ra rơi xuống, trong tiên nắng ban mai lộ ra thân đao chói lọi, trên sống có dấu ba con hổ. Viên cương nhìn chằm chằm vào đao, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị tiểu binh che mặt, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô biên sa mạc vô tận. Tiểu binh giơ tay lên tháo mũ giáp ra, một mái tóc dài như mây phủ xuống, tiện tay ném mũ giáp đi, lại giơ tay lên từ từ tháo che mặt, tiện tay buông lỏng nhẹ nhàng lướt đi theo làn gió một dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng tóc dài tung bay trong gió phần phật tắm trong tia nắng ban mai toàn thân mặc tiểu binh lộ ra phong tình khác lạ chính là lữ vô song một trong thất đại thánh tôn tồn tại thế gian này viên cương từ từ bò dậy đưa tay nắm lấy chuôi của tam hống đao nhìn nàng chân chân lữ vô song cũng nghiêng đầu nhìn hắn trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hơi có thần sắc phức tạp sau khi viên cương xuất hiện trong la chiếu quân nàng ta nhận được tin tức liền chạy đến đây nguyên nhân vì khoảng cách cho nên khi tìm được người đã chậm chân mất rồi. Nàng ta xen lẫn trong phản quân, tận mắt nhìn thấy tình hình viên cương độc thân cứu người, cũng chính mắt thấy tình hình viên cương không có lực cứu vãn tình thế hỏa táng người. Sau đó tình hình ngoài dữ liệu của nàng, không ngờ viên cương không bỏ trốn, ngược lại còn liều mạng xông vào trong đại quân, muốn giết cố viễn đạt để báo thù cho người đã chết. Lúc nhìn thấy viên cương gặp nguy hiểm, nàng muốn ra tay nhưng thật bất tiện phải xuất thủ trước mắt bao người. Cho đến khi thấy viên cương muốn bỏ mạng rồi, lúc này nàng không thể không nhanh chóng che phủ mặt xuất thủ mang người đi đến nơi này cũng không khỏi không ngụy trang xuất thủ nữa công khai xuất thủ không thích hợp nàng ta hứa hẹn với mấy vị thánh khác sẽ không tìm viên cương nữa bị bức phải xuất thủ cũng là không có biện pháp vốn tưởng rằng viên cương sẽ tháo chạy còn muốn thừa dịp viên cương tháo chạy sẽ âm thầm tương trợ sau đó thừa cơ thần không biết quỷ không hay mà bắt người đi không ngờ là ta phải không khóe miệng của lữ vô song biểu lộ chút châm biếm không ngờ lại rơi vào tay ta phải không cạch viên cương rút đao trong tay có chút bất ngờ lữ vô song tiếp lời còn muốn động thủ với ta hay sao bản thân mình bao nhiêu cân lượng không rõ lắm sao ngươi không phải là đối thủ của ta cũng chạy không thoát tốt nhất không nên tự rước lấy nhục tuy nói như vậy nhưng thực tế nàng ta cũng có chút bất ngờ lúc mang viên cương đi đối mặt trước sự vùng vẫy phản kháng của viên cương nàng ta có thể cảm giác được khí lực của người này dường như cường hãn không ít so với thời điểm rơi vào tay nàng lần trước viên cương hỏi sốt cuộc ngươi muốn như thế nào lữ vô song nói nhìn vẻ mặt đầy địch ý của ngươi mà xem dù gì ta cũng cứu được ngươi một mạng chẳng lẽ không thể có chút lòng tri ân hay sao viên cương đáp ngươi dùng được sao ánh mắt của lữ vô song rơi trên cánh tay cụt của hắn vì thế ta rất lấy làm lạ ta sẽ giải thích qua tình huống của ngươi giao tình giữa ngươi và hô diên ra chẳng qua là năm đó ngươi có chút kết giao vào thời điểm ẩn nấp tại tề kinh tối đa chính là ân một lần không giết mà thôi cũng đúng còn đưa đao cho ngươi ngoài ra hai bên dường như không có giao tình gì sâu nặng hơn ngươi lại liều mạng không tiếc một mình đi cứu bọn họ chẳng lẽ còn có tình huống gì mà ta chưa biết viên cương nói không có ngươi đã biết rất rõ lữ vô song tiếp lời chỉ có ngần ấy giao tình cũng đáng giá cho ngươi liều mạng sao vì chút giao tình này mà hại ngươi trở thành tàn phế, có đáng giá hay không? Viên Cương, ngươi tìm ta chỉ vì lý luận về chuyện này hay sao? Nếu không còn việc gì, ta đi đây. Lữ Vô Song, ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng ngươi như thế sao? Viên Cương nói, ta xem ngươi là có mưu đồ khác a. À? Lữ Vô Song rời ánh mắt từ trên mặt hắn, nhìn về phương xa. Vậy ta nói đổi lại, ta cứu mạng của ngươi, nếu như ta bất đồ ngươi cái gì, cứ như vậy thả ngươi đi, tương lai ta có cần gì? người sẽ báo đáp ta giống như đối với hô diên ra hay không viên cương trả lời tốt dung tương lai sẽ báo cáo tử. dứt lời xoay người rời đi chậm đã lữ vô song gọi lại viên cương dừng bước quay đầu lại còn có gì phân phó lữ vô song hơi cười thái độ của ngươi sảng khoái khiến cho người ta không yên lòng theo ta thấy tương lai dù có báo đáp không bằng báo đáp trước mắt kết liễu luôn cho rồi viên cương trầm chậm, chậm xoay người quay đầu nhìn về vô biên sa mạc Trầm giọng nói. Hạt Hoàng, Lữ Vô Song gật gật đầu, "Vậy chứ, thật ra cũng không ngốc nha, thật không hiểu nổi ngươi, rõ ràng không phải người ngu, tự nhiên lại làm những chuyện ngu xuẩn không tiếc tính mạng. Nếu biết nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi rồi chứ." Viên Cương nói, "Nếu ta không đáp ứng." Lữ Vô Song nói, "Ngươi không có lựa chọn khác, lần này không ai có thể cứu được ngươi, ít nhất không ai dám chắc chắn là ngươi trên tay ta. Một ngày ngươi không đáp ứng, ta sẽ vẫn nhốt ngươi một ngày. Chương 2075, gia tộc bí mật 2. Cho đến khi ngươi nguyện ý đáp ứng mà thôi, nếu ngươi muốn quãng đời còn lại phải sống trong một nơi tối tăm không ánh mặt trời, ta sẽ cho ngươi vừa lòng. Viên Cương, nếu ta đáp ứng ngươi, ta còn đường sống sao? Lữ Vô Song bảo đảm, ta đáp ứng bảo đảm an toàn cho ngươi, nếu ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào, không ngại đánh cuộc một gheo. Viên Cương lại quay đầu nhìn về sa mạc, quả quyết nói được ta đáp ứng ngươi lữ vô song ngẩn người trên mặt dần dần có thần sắc hồ nghi nàng không tin đối phương có thể đáp ứng một cách thoải mái như vậy nàng vẫn còn nhớ lần trước hành hạ đối phương đến mức muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong đối phương vẫn không chịu mở miệng đáp ứng lần này sảng khoái như vậy nàng không muốn nghi ngờ cũng khó khăn a à. thống khoái như vậy sao ta có cảm giác không phải là ngươi a à? ngươi không đùa bớn, dùng chiêu trò gì với ta đó chứ viên cương quay đầu đưa mắt nhìn ta nói đáp ứng là đáp ứng tuy nhiên ta có điều kiện lữ vô song kêu à một tiếng đối phương dễ dàng chấp nhận không làm nàng yên tâm đến khi nghe thấy có điều kiện trao đổi ngược lại yên tâm một chút nói ta nghe một chút viên cương liền mở lời ta có thể giúp ngươi nhưng nhất định ngươi cũng phải giúp ta một chuyện giúp ta giết cố viễn đạt lữ vô song nở nụ cười cái này đúng nha không tiếc tánh mạng muốn giết người đấy mới là hợp lẽ thường nàng gật đầu hứa không thành vấn đề trong trong mắt ta bóp chết một cố viễn đạt không khác biệt gì so với bóp chết một con kiến ngoài ra ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi nghe lời ta không giết ngươi tối đa sẽ không cho ngươi gặp người ngoài viên cương nói chỉ cần ngươi giúp ta giết cố viễn đạt ngươi giết hay không giết ta ta cũng không quan tâm nhưng nói miệng không bằng chứng sau này ta làm sao biết được ngươi sẽ giết cố viễn đạt hay không dùng tính mạng của cố viễn đạt đổi lấy một lời thề độc của ngươi có quá đáng lắm không hắn không ngốc biết rằng nếu đáp ứng dễ dàng thì đối phương sẽ không tin tưởng, bởi vậy mới đưa cố viễn đạt vào để ngụy trang. Lữ vô song giơ một cánh tay lên, thề thốt, ta thề với trời, chỉ cần ngươi đáp ứng làm được chuyện của ta, ta liền giết cố viễn đạt để hồi báo, nếu làm trái với lời thề này, trời chu đất diệt. Viên cương hơi chút nhìn đối mắt với nàng ta, kéo đao xoay người, nhìn về phía sa mạc phương xa. Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, hạt hoàng sẽ không ở biên giới sa mạc, nếu ngươi muốn đỡ tốn thời gian tốt lực, tốt nhất là đi tới khu vực trung tâm sa mạc. Đây cũng không phải là nói dối. Hiện tại đích xác là hắn đã có kinh nghiệm triệu hoán hạt hoàng, thật sự cần phải chờ rất lâu nếu ở tại biên giới sa mạc. Lữ vô song không nói hai lời, lắc mình chụp cánh tay của hắn, song song bay vút lên trời. Đối với tốc độ phi hành của nàng mà nói, một nơi không mấy xa không là gì, ước chừng sau nửa canh giờ đã hạ xuống đất, buông lỏng viên cương ra. Không cần thiết phải là vị trí trung tâm, rất dễ bị người phát hiện, nơi này cũng không xê xích gì nhiều a à. Viên cương không hé răng, hắn đi lên một cồn cát trước cái nhìn chăm chú của nàng, đối mặt trước sa mạc vô ngần đột nhiên phát ra tiếng kêu ôi ôi. Lữ vô song lắc mình đến bên cạnh hắn ngắm nhìn, đôi mắt sáng lập lè có vẻ mong đợi. Không biết rằng, nếu như đổi lại trước đây, viên cương không thể đáp ứng nàng ta, lần đầu tiên lữ vô song muốn hạt hoàng, hắn lo lắng đối phương muốn lấy tính mạng của hạt hoàng. Nhưng bây giờ không giống như lúc trước, hắn biết được lữ vô song muốn có hạt hoàng là để đi đệ ngũ vực hắn đã đi qua đệ ngũ vực hiểu rõ tình hình bên trong ra sao lần này trở ra hắn đã chuẩn bị không trở về được nữa nói cách khác chỉ cần mang lữ vô song tiến vào không có ý định sẽ mang lữ vô song ra ngoài có phải là đối thủ của lữ vô song hay không không quan trọng rất có thể lữ vô song sẽ giết hắn hắn cũng không trông cậy sau này lữ vô song có thể bỏ qua hắn hắn không tin những người làm hại thiên hạ này vì thế hắn đã chuẩn bị tốt cho sự hy sinh của chính mình, vây khốn lữ vô song tại đệ ngũ vực, giải quyết hoàn toàn một phiền phức cho đạo gia. Đạo gia đã giải quyết xong mục liên trạch và trưởng tôn di, bản thân mình sẽ giúp đạo gia giải quyết sức điểm một lữ vô song nữa, xem ra đạo gia ứng đối sẽ thoải mái không ít. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho hắn mở miệng đáp ứng lữ vô song một cách dễ dàng, không tiếc mạng sống. Lữ vô song tận mắt nhìn thấy thần kỳ, chứng kiến một đám sa hạt trồi lên mặt đất dưới sự triệu hoán của viên cương cái đuôi run rẩy dữ dội giống như rắn đuôi chuông. Tình cảnh như thế chưa được nửa canh giờ, mặt đất ở một nơi sa mạc đột nhiên bị nổ nứt ra, một con quái vật lớn leo ra ngoài. Hạt hoàng to như một ngọn núi nhỏ rừng trước mặt hai người, giữ tợn kinh khủng. Hạt hoàng đối mặt trước lữ vô song phun ra mùi tanh, trong mắt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Viên cương quay đầu nhìn nàng ta, hạt hoàng, ta đã triệu hoán cho ngươi rồi, ta có thể đi được chưa? Lữ vô song đột nhiên xuất thủ, nắm lấy viên cương, song song nhảy tới sau lưng hạt hoàng, buông tay ra rồi nói. Sự tình vẫn chưa xong, nếu ngươi có thể khống chế được nó thì tiếp tục đi, lệnh cho nó đưa chúng ta đi tới một nơi. Quả nhiên, viên cương hơi động trong lòng, vẻ mặt không chút thay đổi, nói. Nơi nào, đôi mắt sáng của lữ vô song ngắm nhìn bốn phía, trên đời này ngoại trừ thánh cảnh, thiên đồ bí cảnh, điệp mộng huyễn giới, kỳ thực thương tụng còn mở ra một lối đi thông tới một giới khác, là chôn giấu dưới nơi sa mạc này mà vừa khéo hạt hoàng có thể tìm tới lối đi ấy viên cương giả bộ như không biết bình tĩnh hỏi còn có một giới khác lữ vô song nhìn chằm chằm vào hắn không sai chỗ ấy không biết có dấu bí mật gì của phu phụ thương tụng nếu có thể có được nếu ta có thể thiên hạ vô song ta sợ gì ngươi tiết lộ bí mật bảo đảm thả ngươi tự do chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem thế giới chưa một người khác biết sẽ có dạng gì dĩ nhiên viên cương không muốn không phải là hắn chưa đi qua đã sớm đi vào rồi hơn nữa đã đi hết thế giới kia một lần rồi. Thấy hắn không nói, lại thúc giục, không được trần chờ nữa, hạt hoàng có hình thể khổng lồ, rất chói mắt, mau lên một chút. Viên cương xoay người đối mặt với hạt hoàng, liên tục kêu mấy tiếng ôi ôi. Thân hình khổng lồ của hạt hoàng trở động, sau đó chạy hết tốc lực rồi đột nhiên đầu đâm thẳng vào dưới đất, nhanh chóng chui xuống sa mạc. Trong bóng tối tiếng xào sạc bên tai, một viên dạ minh châu xuất hiện trong ngón tay của Lữ Vô Song, chiếu sáng không gian nàng ta thi pháp chống ra. Không biết hạt hoàng chui đã bao lâu, viên cương bị thương thân thể có chút mệt mỏi, chậm chậm ngồi xuống rồi. Lữ vô song liếc mắt nhìn hắn, chợt lãnh đạm hỏi. Nghe nói ngươi vì một người đàn bà đã có chồng, dường như gọi là phùng quan nhi gì đó a, à, vì nàng ta mà không tiếc liều chết. Nữ nhân kia rất đẹp sao? Viên cương đáp, thánh tôn cũng nhàm như vậy sao? Lữ vô song, trong lúc rãnh rỗi, nơi này lại không có người ngoài, tùy tiện tâm sự cũng không sao. Viên cương nói, nếu không sao, vậy ta hỏi ngươi làm sao ngươi lại biết có lối đi thông tới thế giới kia nếu không phải chỉ có một người ngươi biết được bí mật này chỉ sợ người bước ta tìm hạt hoàng sẽ không dừng lại một mình ngươi a à. thật ra lữ vô song không giấu giếm hắn có lẽ cho rằng viên cương đã nằm trong sự khống chế của nàng đây coi như là bí mật của gia tộc ta gia tộc viên cương bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng ta lữ vô song nói tiếp bà nội của ta kỳ thực là một trong những thị nữ của ly ca thương tụng phu nhân vô tình bà đã nghe qua cuộc nói chuyện giữa Thương Tụng và Ly Ca. Thế nào, quá bất ngờ a à? Viên Cương khẽ gật đầu, thì ra là thế, quả thật rất bất ngờ. chương 2076, lại thấy kim tự tháp một. Trên không vô biên sa mạc, một con phi cầm tòa kỵ bôn ba qua lại, đứng phía trên là Nghiêu Hữu Đạo và Vân Cơ Phóng tầm mắt nhìn bốn phía chung quanh, không ngừng tra xét. Nhưng phi hành tra xét đã lâu vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào muốn tìm. Đã lâu như vậy, lữ vô song muốn tới có thể đã tới nói không chừng đã ép hầu tử mang nàng đi giới thứ năm rồi vân cơ chợt buông tiếng thở dài nhưng thật ra là muốn nói cho hắn cứ tìm như vậy mà chẳng có mục đích gì không phải là biện pháp hay như hữu đạo hầu tử không thể nào đáp ứng giết hắn đi cũng không khuất phục nếu đáp ứng thì chỉ có một khả năng hắn sẽ không dẫn lữ vô song đi ra sẽ nhốt lữ vô song ở trong đó vân cơ giật mình nói sao lữ vô song có thể bỏ qua hắn trong mắt của ngưu hữu đạo lộ ra mấy phần bi thương ngươi cho là hầu tử không dám sao ngươi cho là đồ khốn không sợ chết đó không sợ sao hắn làm những chuyện ngu xuẩn tương tự còn ít lắm sao lời này vân cơ không thể phủ nhận hầu tử có thể làm như vậy không khỏi than thở không biết nên nói cái gì cho phải nhìn lại phản ứng của ngưu hữu đạo có thể nhìn thấy sự lo âu và ưu tư trong lòng hắn nhưng vẫn phải nhắc nhở một tiếng như vậy không tìm được biện pháp nào nếu đụng phải lã vô song, chỉ bằng ta và ngươi phải đối mặt như thế nào đây, càng chưa nói là cứu hầu tử từ trên tay nàng ra, ngươi nghĩ qua hậu quả ngươi bại lộ chưa? Nghiêu hữu đạo, ta tự sẽ ứng đối, chỉ mong lã vô song phát hiện thông đạo hai giới đang hoạt động đấy, để thuận tiện cho việc ra vào sau này, có thể sẽ lưu lại tính mạng của hầu tử. Chỉ sợ là bản thân hầu tử phạm vào cái tính quật cường, muốn nhốt đối phương trong đó, vậy coi như là tìm cái chết thật rồi. Trong ánh mắt khó che giấu thần sắc lo âu, nhưng lại không có biện pháp liên lạc cùng hầu tử hắn chỉ hận trên tay bây giờ không có sơn hà đỉnh và thôn thiên hoàn chỉ có thể tìm như vậy chẳng có mục đích gì đi tìm tiếp nếu không có thể tiến vào đệ ngũ vực để coi thử vân cơ nhìn hắn mà âm thầm cảm khái không biết hầu tử có tài đức gì không ngờ có thể gặp được một huynh đệ như thế hai người tìm tới tìm lui vẫn không tìm được thậm chí còn đến vô biên các bị phá hủy để tìm vô biên các đã biến thành một hồ nước trong sa mạc bởi vì là một nguồn nước vẫn chưa bị phóng khí dễ dàng, có người xây quây hồ nước lại bốn phía, đã có từng phòng ốc xây quanh hồ nước mọc lên từ mặt đất. trên đường tìm kiếm lại gặp người, còn nghe được, còn nhìn thấy tình huống sa hạt xuất hiện dị thường trong sa mạc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. cuối cùng, như hữu đạo dẫn vân cơ tới một nơi cạnh khu vực sa mạc. thời khắc xoay quanh không chung như hữu đạo chỉ vào phía dưới núi. nếu hầu tử thật sự đến khu sa mạc này nếu sống sót rời đi thì hắn không thể đi vòng quanh trong sa mạc có khả năng từ con đường này quay trở về yêu ma lính cũng có khả năng bị lã vô song mang đi bây giờ chúng ta phải phân cách ra hành động ta chờ ở đây người lập tức chạy về nam châu truyền tin liên lạc với thánh cảnh bên kia bảo thánh cảnh bên kia chú ý tới tình hình ở cửa ra vào xem lã vô song có quay trở về hay không vân cơ nói một mình ngươi ở chỗ này ta không yên lòng hay là ta chờ ở chỗ này còn ngươi quay về nam châu chấn giữ đi nhiều hữu đạo Trần An, ta không có việc gì, người ở nơi này vạn nhất gặp phải lã vô song, người sẽ ứng phó không xong. Ta có biện pháp chu toàn với nàng ta, đừng nói nhiều nữa, người đi về trước đi. Vân cơ nói, được a, à, liên lạc với bên kia xong, ta lập tức quay trở về. Người hãy cẩn thận một chút, như hữu đạo ừ một tiếng, phi thân xuống, rơi vào vùng núi cằn cỗi ở dưới. Từ trên cao, Vân cơ đưa mắt nhìn xuống, tiếp đó không chế phi cầm tỏa kỹ nhanh chóng chuyển hướng đi về nơi xa xa. Dưới lòng đất sa mạc, dưới ánh sáng xanh mông lung, hạt hoàng chui tiếp vào. Lã vô song hoàn chú ý tới bốn phía, cao mày nói. Chẳng lẽ đây là lối đi thông tới một giới khác, viên cương quan sát nàng trong giây lát, không hé răng, ít ra cũng xác định được đối phương không biết tình huống ở nơi này. Sau khi hạt hoàng chui ra lối đi ánh sáng xanh, chợt bò lên trên, không bao lâu liền ẩm ẩm vạch đất sa mạc ra, cóng trên lưng hai người lại thấy thiên quang, ngắm nhìn bốn phía trên sa mạc, Lã Vô Song vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên cũng giống như đám người như hữu đạo mới tới, nghĩ lầm rằng vẫn còn ở trong vô biên sa mạc. Thật ra thì viên cương gây động tác đưa tới sự chú ý của nàng, chỉ thấy viên cương nheo mắt nhìn lên không trung. Lã Vô Song thuận thế nhìn theo thì phát hiện ra điều dị thường, nhìn thấy bên cạnh Thái Dương đã có thêm một viên hình cầu, liền minh bạch, lẩm bẩm nói: "Chúng ta đã tiến vào thế giới kia." Hít vào hai hơi thật sâu, lại thi pháp cảm giác một hồi phát hiện hết thảy vẫn như thường lập tức mắt lộ ra thần sắc hưng phấn nhưng nhanh chóng phản ứng lại ánh mắt liền rủ xuống ánh mắt rừng dưới chân của hạt hoàng bất ngờ ra tay lập tức phong huyệt vị của viên cương mấy sợi dây đai bay ra trói viên cương lại ngươi làm cái gì đó viên cương trầm giọng chất phấn lã vô song không nói nhiều lắc mình hạ xuống một tiếng ầm vang trực tiếp phá vỡ mặt đất chui xuống viên cương đại khái đoán được nàng ta muốn làm gì không vội vã chạy trốn, cũng biết dựa vào tu vi của đối phương nhất thời mình không thể chạy thoát, trong miệng lúc này có tiếng ôi ôi. Hạt hoàng bất an chuyển động thân hình khổng lồ, điều chỉnh phương hướng một chút. Rất nhanh, đất cát oanh một tiếng, lã vô song lại phi thân ra, lần nữa rơi vào sau lưng hạt hoàng, nhìn chầm chầm vào viên cương. Nàng ta phát hiện không thấy lối đi, thông đạo của hai giới đã hoạt động dịch chuyển đi rồi. Lời này nàng ta muốn nói, cũng không dám nói tận mặt viên cương nàng vốn nghĩ chỉ cần tìm được cửa ra vào nhớ kỹ phương vị là sau này có thể ra vào một cách dễ dàng hiện tại mới phát hiện mình tính sai rồi lối đi có hoạt động đấy hay nói cách khác muốn rời khỏi nơi này còn phải dựa vào vị trước mắt đây điều này khiến cho nàng ít nhiều cảm thấy có chút bất an vì thế nàng không muốn để cho viên cương biết được chân tướng nhằm dễ dàng khống chế dĩ nhiên thông qua quá trình xuyên vượt qua lối đi trước đó tốc độ du di của lối đi cũng không nhanh nàng ta hiện tại chui xuống đất nhanh chóng tìm ắt là còn có thể tìm được thật vất vả để tiến vào để cho nàng dễ dàng buông bỏ tham quan thế giới này làm sao có thể cam tâm nàng xuất thủ giải khai cấm chế trên người viên cương thu hồi mấy sợi dây đai trói buộc đối phương viên cương đột nhiên đứng lên động đao hỏi đi đâu vừa mới nói xong hạt hoàng chở hai người đột nhiên động đột nhiên xông ra ngoài khiến hai người lắc lư một trận lã vô song trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra viên cương đáp không biết lã vô song tiếp lời cho nó dừng đi viên cương lúc này luôn miệng ôi ôi không ngừng kết quả không thấy hạt hoàng có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại sau đó ngừng phát ra tiếng quay đầu lại nói không biết chuyện gì đang xảy ra dường như hạt hoàng mất khống chế mất khống chế hiện tại đây chính là điều mà lã vô song lo sợ thật sự mất kiểm soát làm sao quay trở về lại đốc thúc lần nữa thử lại lần nữa đi viên cương lúc này làm theo phát ra tiếng ôi ôi. Một hồi lâu vẫn không thấy có bất kỳ hiệu quả nào, quay đầu lại báo. Vô dụng, cảm giác dường như nó muốn dẫn chúng ta đi đến một chỗ nào đó. Dẫn chúng ta đến chỗ nào? Lã vô song hồ nghi cao mày, tạm buông tha đốc thúc, từ từ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lấp lóe không yên. Nam nhân cụt một cánh tay động đao đứng đấy, nữ mặc xiêm y tiểu binh toàn thân, tóc dài bay phất phới. mươi 2077, lại thấy kim tự tháp 2 một người mang tâm lý nắm chắc, biểu hiện trên mặt trước sau như một không thay đổi. Một người còn lại thì trong ánh mắt lập lè niềm mong đợi, không biết hạt hoàng muốn dẫn bọn họ đi đâu. Hai người đều không lên tiếng, mặc cho hạt hoàng chạy nhanh trên sa mạc. Nơi phải tới cuối cùng đã tới, trên đường chân trời sa mạc, một tòa đài cao dần dần hiện ra. Viên cương nhìn chằm chằm, hai bên khóe miệng có vẻ căng thẳng. Lã vô song thì nhìn tròng trọc với hai mắt sáng rỡ, ánh mắt tràn đầy mong đợi nàng nhìn tòa đài cao có cự ly cách mình càng lúc càng gần miệng lẩm bẩm một câu đây là cái gì viên cương nói dối không biết a à, càng gần càng có thể cảm nhận được sự to lớn của đài cao hạt hoàng vào tới dưới đài cao thì ngừng lại lã vô song nhìn lên đài cao thầm nói đây không phải là hình thành tự nhiên là do con người chế tạo ra im lặng không lên tiếng viên cương quét mắt lên cái bệ của đài cao trong lòng thầm đếm số thứ tự của lũy khối ánh mắt định cách một vị trí nào đó trên mặt cát lại lặng lẽ quan sát phản ứng của lã vô song trong giây lát đột nhiên lã vô song lắc mình một cái phi thân bay xuống đỉnh đài cao thời khắc chuẩn bị tra xét thì ánh mắt chạm đến ốc đảo ngoài lằn danh sa mạc không khỏi phóng tầm mắt trông về phía xa viên cương đề đao thả người nhảy xuống đi tới một vị trí nào đó nhìn bóng lưng của lã vô song trên đỉnh tháp chợt xoay người trong miệng phát ra âm điệu trầm thấp ôi ôi lập kiến hạt hoàng rào rào vùi đầu chui vào đất trên đài cao lã vô song chợt xoay người nhìn lại bắt gặp hạt hoàng chui xuống đất chợt sợ hãi, lắc mình xuống, khiển trách. Ngươi làm cái gì đấy? Viên cương đáp, ta không làm gì, nó đột nhiên không chịu khống chế. Lã vô song cả giận nói, lập tức gọi nó ra đây. Viên cương lập tức giống giận ôi ôi. Không ngừng, hạt hoàng chui xuống đất giường như đang vùng vẫy, dưới chân hai người loạn động một trận. Nhìn cột đá như ẩn như hiện trong đất cát, ánh mắt của viên cương lóe lên một tia lãnh quang, ngưng bật tiếng quát, quay đầu báo ta cảm nhận được tâm tình của nó. Nó chui dưới đất đã quá lâu, mệt mỏi hết sức rồi, muốn trốn vào đất cát khôi phục một chút. Chuyện như vậy, còn không phải hắn nghĩ thế nào liền nói như thế. Lã vô song đang muốn xuất thủ đánh hạt hoàng từ dưới đất văng ra ngoài, hỏi hắn. Người xác định còn có thể triệu hoán nó đi ra. Viên cương gật đầu, ánh mắt chợt như ngừng lại trên đất, vươn tam hống đau lên, khêu cát, lộ ra hòn đá có điêu văn. Động tác này không khỏi đưa tới sự chú ý của lã vô song, thấy điêu văn trên tảng đá còn có chữ viết, lã vô song lập tức đưa tay vồ lấy. Bạch, một cây cột đá dài khoảng 3 thước lộ ra từ trong đất cát, lã vô song nâng lên bằng hai tay, tra xét tinh mỹ văn lộ phía trên, chuyển động ánh nhìn, thầm thì trong miệng. Bảo trùng, trong mắt chợt tỏa sáng dị thải, uốn người quay đầu nhìn kim tự tháp to lớn, tiếp tục thì thầm một tiếng. Bảo trùng, viên cương nhàn nhạt hỏi một tiếng, ý gì, lã vô song không để ý tới hắn, lại lật xem cột đá, phát hiện mút đầu cột đá rõ ràng cho thấy một chỗ đột ngột lồi ra để mắc vào, liền đường đường chính chính xoay người quan sát lên cả tòa đài cao, dường như là muốn tìm đến vị trí cũ của cột đá. Đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía đỉnh tháp, lắc mình một cái, ôm cột đá đáp xuống đỉnh cao nhất, thấy thạch đài trên đỉnh chóp bị phủ một tầng cát, liền phất tay áo quét sạch. Viên cương cũng nhanh chóng leo lên, chờ khi hắn đến nơi, lã vô song đang phỏng theo văn lộ trên cột đá bỏ vào trong chỗ lõm trên thạch đài. Ông, khảm vào hoàn chỉnh cột đá vừa vặn phù hợp ở bên trên giống như một tấm bia văn quả nhiên là vật gì đó phía trên lã vô song mừng rỡ viên cương lạnh lùng hỏi là vật gì lã vô song nói ta cũng muốn biết trong tháp này mai táng cái gì mà có thể được xưng là bảo trùng bắt đầu đưa tay thi pháp dò xét cũng không tra ra manh mối gì không khỏi quan sát cả tòa tháp từ trên xuống dưới viên cương ở bên cạnh nói một câu nếu có mai táng cái gì đó mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết hay sao. Lã vô song ngấm lại cũng đúng, liền đưa tay ấn bên cạnh bãi đá, muốn thi pháp đẩy ra, nhưng vừa phát lực lại phát hiện khó có thể động được, không trung truyền đến một loạt tiếng nổ vang rền mơ hồ. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung ngưng tụ sương mù mờ mịt. Lã vô song cau mày nói, có thiên địa nguyên khí dao động, hình như cái tháp này là một tòa trận. Viên cương nói, xem ra những thứ mai táng kia rất trọng yếu, có trận pháp phòng ngự dựa vào tu vi của ngươi ngay cả hòn đá xây tòa tháp này ngươi cũng không mở ra được a à. lã vô song liếc hắn một cái nếu ta phát lực đá vụn văng tung tóe ngươi ở bên cạnh sợ không thể chịu được ngươi đi xuống trước đi viên cương không nói hai lời quay đầu liền nhảy xuống há chỉ là đi xuống mà là nhanh chóng rời xa chỗ này một chút nhớ tới tình cảnh của đạo gia ngày đó hắn đã tận mắt chứng kiến lã vô song lại không biết tình huống mở song trường cả người từ từ bay lên Tà tà bay hướng lên không trung. Viên cương nhảy xuống mặt đất, lăn mình một cái rồi chạy lên một cồn cát, ngẩng đầu nhìn, chờ cảnh tượng xuất hiện trong mong đợi. Lã Vô Song đứng yên phù không, xem xét phía trước, thấy hắn chạy nhanh, cũng sợ hắn chạy, thấy hắn đứng không chạy nữa thì đoán chừng cho dù chạy cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của mình, ánh mắt như thỏa mãn lại như rừng bên trên tháp cao. Cả người chợt nhoáng lên một cái, veo, như thiên ngoại phi tiên mang theo hư ảnh liên tiếp đánh tới tháp cao. Không lao đến đỉnh tháp, mà chạy thẳng tới giữa tháp cao. Khi tới gần thì tung một trường, như vẫn thạch đụng phải núi. ầm um, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một khối lũy thạch cứng rắn nổ bắn ra một tràng phân năm xẻ bảy. Lã vô song một trường đánh chúng chợt cảm thấy không ổn. Tảng đá này cứng rắn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nhưng so ra thì kém hơn một chút so với sắt thép. Dựa theo tu vi của nàng, toàn lực một kích cũng chỉ đánh nát một tảng đá. Càng khiến cho nàng tràn đầy cảm xúc chính là đài cao này rõ ràng có tác dụng chỉnh thể đạo lực công kích nàng phát ra có lực phá hoại chỉ tác dụng một chút, mà lực phá hủy cuồn cuộn ra đưa ra lại tựa hồ lan tràn tới cả tòa tháp, dường như theo thân tháp chuyển xuống dưới đất. Rõ ràng lần này cảm thấy cả tòa tháp có năng lực trao đổi nguyên khí cùng thiên địa, dường như lực đạo công kích càng lớn, thiên địa nguyên khí dao động quay về trả lại cũng càng trở nên mãnh liệt, một lớp nguyên khí cuồn cuộn minh mông dao động đảo ngược hột rửa toàn thân nàng. Không chung lại vang dội ầm ầm, ngay sắc trời cũng tựa hồ sắc tối xuống, sau một kích nàng xoay người đáp trên bậc thang, Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện một trường mãnh liệt của mình dường như cũng chấn động bầu trời, không ngờ một trường chấn dung mây đen đầy trời trầm bổng chập trùng trong minh minh. Mây đen nhào lộn kịch liệt, tinh quang chấp loạn ngang trời. Đây gọi là sấm sét hì đùng, Viên Cương phát hiện đột nhiên trời ám lại, nhìn lên bầu trời, thần tình thoáng co lại, không hổ là cửu thánh tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ. Uy lực công kích to lớn này đạo ra hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một cú đánh vang dội kinh thiên động địa, màng tai hắn rung chấn không ngừng kêu lên ông ông cái quỷ gì thế lã vô song kinh ngạc nhìn bầu trời chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì thấy một đạo tinh quang sấm sét gầm thét trên bầu trời nàng đang cảnh giác cao độ lúc này tốc độ phản ứng cực nhanh cũng không phải là chuyện đùa dường như cũng sớm có cảm giác nguy hiểm từ trước thân hình đột nhiên hóa mị ảnh né tránh khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi lôi đình nhất kích của tinh quang thiểm điện cảm giác điện lưu sượt qua người khiến toàn thân nàng muốn dựng hết lông tơ nàng cả kinh sợ hết hồn hết vía. Chương 2078 Thiên khiển, vốn tưởng rằng tránh thoát một cú đánh, ai ngờ sấm sét không công kích theo đường thẳng, tia sấm sét bỏ lỡ nàng kia không ngờ lại xẻ tà như nhánh cây, vừa tựa như có ý vẽ ra một thay đổi thần kỳ. Ánh chấp đột một huyền chuyển xuất ra một tia, có vẻ như không thể không bổ xuống nàng vậy. Lã vô song đưa lưng về phía đó, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chưa bao giờ trải qua tình cảnh như thế này. ầm, um, một tiếng vang dội, ánh chất xẻ tà không bất ngờ gì đánh chúng vào lưng của lã vô song ahh à, hát, hát, lã vô song phát ra một tiếng kêu đau khổ tứ chi nàng tê dại lại dùng sức mạnh thi pháp khống chế thi pháp ngự thể lắc mạnh ngang trời muốn thoát khỏi nơi này trong mậy đen lại xuất hiện một đường ánh chất xẹt qua cạch một tiếng trực tiếp đông cứng thân thể nàng trên không trung không chỉ một đạo sấm sét, một luồng sấm sét, từng đạo từng đạo tinh quang sấm sét liên tục bổ xuống cạch cạch sấm sét lập lòe tung hoành không ngừng giống như cành cây đại thụ vậy, phá vỡ hư không lao xuống như pháo liên châu, liên tiếp đánh tới từng cái, liên tiếp đánh vào không trung nơi có lã vô song. Ánh chấp liên tiếp không ngừng dường như muốn giữ lã vô song bám vào không trung. Một luồng sấm sét bắt lấy nàng, còn chưa biến mất hoàn toàn thì một luồng sấm sét khác đã chụp được lã vô song rồi. Sấm sét y như pháo liên châu nổ liên tiếp trên không trung, khiến cho viên cương một bóng một mình cũng chấn động không dứt. Phát hiện đạo gia đã gặp qua sấm sét này quả thật nói không sai, người có lực công kích kim tự tháp càng lớn, gặp trận pháp phản ứng ngược lại cũng càng lớn. Khiến hắn khiếp sợ hơn chính là lão vô song tu vi cường đại như vậy, thân hình vùng vẫy trên không trung, xem ra vẫn còn sống, dường như còn dùng pháp lực đối kháng thiên uy. Tình hình ấy khiến cho hắn nhớ tới một truyền thuyết từ đời trước. Truyền thuyết nói sau khi tinh quái trong núi hoặc người tu tiên có tu vi đạt đến một trình độ nhất định, sẽ đối kháng với thiên kiếp. Dường như lúc này lão vô song đang đối kháng với thiên kiếp a sấm xét như pháo liên châu trên không trung một lúc sau đột nhiên thu lại rồi lã vô song bị xét đánh cho thần hồn điên đảo trong mông lung mờ ảo có thể cảm nhận được nguyên khí dao động trên tòa tháp này tặng lại đến trong cơ thể nàng dường như tan hết dường như tan hết theo tu vi toàn thân của nàng mà nguyên khí dao động ấy vừa tán đi sấm xét nổ liên tiếp cũng dừng ngay lập tức đã mất đi lực hấp thụ lôi đình nàng cũng vô lực rơi xuống ầm đập xuống giữa mặt đất không trung sấm xét tới cũng nhanh đi cũng nhanh ánh chấp thu liếm xong, mây đen bay lượn cũng nhanh chóng tiêu tán trong minh minh. Trời lại sáng trưng, tiếp đó là nắng xuân rực rỡ, tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Viên cương đưa mắt nhìn chầm chằm trên không trung, cha xét một hồi rồi nhẹ nhàng thở ra, cũng lắc lắc cái đầu. Tiếng sấm sét liên tiếp nổ ảnh đùng đã gây ra động tính khiến cho lỗ tai của hắn vẫn còn kêu ông ông. Không ngừng, cảm giác mất đi thính lực vậy. Hồi thần lại từ trong thiên huy kinh tâm động phách, cũng quay đầu nhìn theo bóng người vẫn còn vùng vẫy trên đất ở xa xa. Viên cương nhấc đao, năm ngón tay cố sức nắm siết một chút, mặt mang vẻ nghiêm túc, cẩn thận chạy tới gần bóng người đang vùng vẫy kia. Sau khi tới gần, nhìn thấy rõ hình dáng của lã vô song thì không khỏi kinh ngạc. Lúc này lã vô song đâu còn hình người, miệng mũi thỉnh thoảng sặc ra huyết, thân không một mảnh vải, nhưng không thấy có vẻ xuân quang dụ hoặc gì cả, toàn thân bên ngoài trên dưới giống như bị cháy xém vậy, cũng có thể nói là quần áo trên người đã cháy xém cùng với thân thể, không phân biệt rõ đâu là quần áo đâu là làn da duy chỉ có một thứ còn nguyên dạng xinh đẹp bắt mắt nhất ấy chính là tơ lụa tùy thân của lã vô song tựa như không chịu sự ảnh hưởng của lôi điện về phần mái tóc dài đen nhánh trước đó giờ đây không nhìn thấy bóng dáng đâu cả đây đâu phải là con người quả thực chính là một con quái vật mỗi lần lã vô song thoáng vùng vẫy lớp vỏ cứng cháy đen bên ngoài thân nứt ra chỗ nứt lại rịn ra máu tươi không thể dùng từ thê thảm để hình dung ra dạng quỷ này tóm lại lúc trước đạo gia bị xét đánh còn có hình dạng tốt hơn so với người này không biết bao nhiêu vạn lần. Nghĩ lại tình hình của lôi đình vạn quân trước đó, viên cương ngẫm lại mà tê dại cả ra đầu, không khỏi cảm nhận may mắn cho ngưu hữu đạo. May mắn lúc trước đạo gia không toàn lực tấn công kim tự tháp này, nếu không không biết sẽ xảy ra hậu quả ra sao. Đau khổ không chịu nổi, lão vô song đang kéo dài hơi tàn dương mắt trông thấy hắn, phát ra tiếng nói khàn khàn. Cứu, cứu ta, dường như nghe thấy giọng nói thô tháo khó nghe của mình, cũng nhìn thấy viên cương đang nhìn mình từ trên cao, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật, hai giọt nước mắt lăn từ trong hốc mắt, chảy xuống mặt đất. Viên cương xác nhận, một người kiêu ngạo như thế mà lại lên tiếng cầu khẩn, hẳn là đã không còn lực đánh nữa. Lúc này hắn nhìn chân chân vào nàng ta, chậm rãi nói. Không hổ là cao thủ đỉnh cao nguyên anh kỳ, xem ra vô lượng quả trọng tố nhục thân này đích thật không bình thường. Kinh lôi như vậy mà cũng không thể giết được ngươi, đây là báo ứng, cửu thánh các ngươi làm nhiều việc ác, khó tránh khỏi thiên khiển. Lã vô song nói giọng khàn khàn, nức nở, không phải thiên khiển, cũng không phải bảo trùng, là bẫy dập. Toàn bộ đại trận của mộ này chẳng những có phòng hộ, còn có sát chiêu, vọng động tất xúc động tới thiên lôi sát chiêu. Viên cương nói, đích xác không phải bảo trùng, đích thật là bẫy dập. Nhưng xác thật là thiên khiển, nếu không làm nhiều việc ác, lòng tham không đủ, sao lại tao mộ kiếp nạn này? Chính vì cái gọi là cửu thánh các ngươi, thiên hạ mới chiến loạn không ngừng, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Để ngươi chết như vậy, thật ra là cũng tốt cho ngươi. Lã vô song nghe được hận ý trong lời nói của hắn, lên tiếng hỏi. Ngươi muốn giết ta ư? Viên cương đáp, cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Nơi này thật ra không có gì khác biệt với vô biên sa mạc ngoài kia. Ở đây cũng có rất nhiều sa hạt, ngươi nên biết bản tính của sa hạt, nghe máu tanh mà đến, đợi đến khi lực thiên lôi chấn nhiếp trôi qua, bọn chúng sẽ chui ra ngay lập tức, sẽ ăn tươi nuốt sống người a vì thế tòa trận này đặt chung một khối với sa hạt hẳn là người bày trận đã suy tính đến điểm này làm sao người biết nơi này có nhiều sa hạt nói đến điểm này hai đồng tử căng thẳng của lã vô song đột nhiên rụt lại chợt nhớ ra điều gì đó ngươi ngươi đã sớm biết rồi sao viên cương gật đầu xác nhận đúng ta đã sớm tới rồi trong ánh mắt của lã vô song toát ra cơn phẫn nộ trước đó hạt hoàng mất khống chế là ngươi có ý dẫn dụ hay sao Viên cương nói, ngươi nghĩ vì sao ta lại dẫn ngươi vào được nơi đây? Chỉ cần ngươi vào được thì đừng mong thoát ra ngoài, ta cũng không có ý định sống sót rời đi, không ngờ ngươi có thể trúng kế một cách dễ dàng như thế. Nhưng bây giờ xem ra, ác hữu ác báo, ngay cả ông trời cũng không chịu bỏ qua cho ngươi, ta có thể sống sót rời khỏi nơi này. Dứt lời liền quay đầu nhìn tòa kim tự tháp cao mất kia, trong lòng có chút cảm thán. Đạo gia quả nhiên là đạo gia, đa mưu túc trí trước sau như một, giết người trong vô hình, đã sớm lo lắng cho mình sẽ có gặp gỡ này, sợ mình sẽ gặp hiểm rơi vào tay của lã vô song. Do đó đã sớm để lại một chiêu hậu thủ có thể hữu dụng cho hắn nhằm phòng ngừa vạn nhất, không ngờ quả nhiên phát huy tác dụng, thật sự bảo toàn một mạng cho hắn tại thời khắc mấu chốt. Hắn nhớ rõ lúc Nghiêu Hiếu đạo một trường đánh cây cột rơi xuống đất, luôn dặn dò hắn nhớ vị trí của cây cột, bảo hắn vạn nhất có khó khăn có thể xoay chung quanh vật này để gặp thời chuẩn bị ứng biến. Chương 2079, công phu không phụ lòng người một. Lã Vô Song khó có thể tin, làm sao mà ngươi biết sự tồn tại của thế giới này? Viên Cương trả lời, nãi nãi của ngươi dù sao chỉ là thị nữ của Ly ca, mà trong này lại do Ly ca bố trí. Cái ngươi gọi là bí mật gia tộc chẳng qua chỉ là bí mật do ngươi tự đặt ra. Lã Vô Song rơi lệ, phát ra tiếng cười ô ô khó nghe. Nguyên tưởng rằng ngươi là tránh nhân quân tử, tưởng rằng ngươi không giống như những nam nhân khác, không ngờ cũng không có khác biệt gì, cũng hèn hạ vô sỉ. Là ta dễ tin ngươi là ta chết tiệt, là ta lơ là sơ suất. Người làm ra vẻ chính nhân quân tử mới là kẻ nguy hiểm nhất. Tình cảm hết sức đau buồn phẫn nộ, viên cương nói, ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là người ngu, đối với địch nhân sao có thể nhân từ nương tay. Một người sống sờ sờ bị sa hạt ăn tươi nuốt sống không khỏi quá mức ghê rợn. Lã vô song, ta tiến người một đoạn đường, nói xong đặt ngang đao trong tay sẵn sàng bổ xuống. Thánh cảnh, lã vô song vội vàng hô một tiếng, Vô Song Thánh Tôn không hổ là Vô Song Thánh Tôn, biết tự cứu trong tình thế cấp bách, biết nói cái gì là tốt nhất, nhưng vẫn nhắm hai mắt nhận lấy cái chết, cũng không nắm chắc có thể bảo vệ mạng sống được hay không. Chậm chạp không thấy tình huống phát sinh, nàng lại chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện ra lưỡi đao đã kề trên cổ của mình, nhưng lại lơ lửng dừng rồi. Viên Cương đứng nhìn nàng với cánh tay cụt, không nói tiếng nào, nhưng rất muốn biết thánh cảnh ra sao. Lã Vô Song biết mình đã tranh thủ được chút hy vọng sống nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trước tiên là thốt ra câu đầu tiên mấu chốt ngươi có thể tra một chút tu vi của ta đã bị tòa đại trận này phế ngay rồi đan điền khí hải đã bị thiên lôi làm hỏng ý nàng ta muốn nói cho viên cương biết ta không thể uy hiếp được ngươi rồi trong mắt của viên cương lóe lên sự bất ngờ tuy nhiên vẫn không lên tiếng đao cũng vẫn đặt trên cổ của nàng lã vô song tiếp tục nói ta hiểu biết rất rõ về thánh cảnh cũng biết rất rõ về lục thánh khác ta có thể cung cấp tin tức và cung cấp trợ giúp là thứ những người khác không cho được ngươi. Nếu ngươi cần, nên giữ lại một mạng của ta. Chỉ cần ngươi cần, còn ta có thể đưa cho ngươi, thí dụ như tài bảo cũng cho ngươi. Viên cương trầm mặc suy tư, tài bảo hay không tài bảo hắn không hề để ý tới, hắn đang suy nghĩ về chuyện khác. Đạo gia đang tranh đua cao thấp cùng thất thánh, lưu người này lại có thể có trợ giúp đối với đạo gia hay không? Lã vô song không lên tiếng, nàng biết lúc này nói nhiều cũng vô dụng. Nếu như ngay cả những điều này đều không đả động được đối phương, xem như nàng chết chắc rồi. Cạch, Viên Cương Thu đao lại, cắm đao xuống mặt đất, cúi người đưa tay, nắm mấy sợi dây đai đặt dưới thân Lã Vô Song, rút ra. Gần như toàn thân thán xác của Lã Vô Song đều đau đến run run, nhận thấy lời nói của mình đã động tới đối phương, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì. Thật ra cũng không có gì, Viên Cương không biết nên dò xét tu vi của đối phương có thật là đã bị phế đi hay không, chỉ muốn trói buộc nàng lại mà thôi dùng một cánh tay chói người đích xác có chút phí sức đành phải sử dụng tay chân cùng với răng mới được trong lúc chói đối với lã vô song mà nói không khác gì một cuộc khúc hình đau gần như bất tỉnh vỏ than vỡ ra nơi nơi đều dướng máu chói người kỹ lưỡng xong xuôi viên cương đứng lên ôi ngửa mặt lên trời giống một hơi dài không bao lâu lớp cát ở gần đấy nứt phá ra một con quái vật lớn một con sa hạt to lớn chui ra khỏi mặt đất bỏ tới trước mặt hai người hơi thở gấp tanh hôi Viên cương đưa tay ôm lấy lã vô song, ra sức vung cánh tay cụt lên, ném lã vô song ra phía sau lưng Sa hạt. Sau đó đỡ tam hống đao đang cắm trên đất lên, thoan thân nhảy dựng, cũng rơi vào phía sau xa hạt, tiếp đó thả đao, lại nắm dây đai còn thừa tiếp tục trói mình và lã vô song vào sau lưng Sa hạt, để phòng lúc chui lủi trong đất bị rơi khỏi thân xa hạt. Không có cách nào, hắn không có pháp lực của lã vô song, có thể chống ra một vùng không gian dưới lòng đất sa mạc, thêm nữa sau khi bị thương thân thể chưa lành, lại cụt một tay không thể nào dẫn người đi được, chỉ có thể trói hai người vào sau lưng Sa Hạt có thể tránh cắt chảy lệch vị trí. Trói buộc cẩn thận xong, Viên Cương liên tục giống giận, Sa Hạt lập tức lao xuống, không trực tiếp chui vào cát. Nơi này và thế giới bên ngoài không giống nhau, không cần lo quái vật lớn chạy nơi nơi bị người nhìn thấy. Lo lắng khác chính là áp lực to lớn dưới đất ép cho cơ thể lã vô song không chịu nổi, bởi vậy sử dụng Sa Hạt chạy trên mặt đất để người xét thông đạo của hai giới ở vị trí nào rồi mới chui vào. Hắn vốn muốn sau khi chữa khỏi vết thương tại đệ ngũ giới rồi mới đi ra ngoài, nhưng tình huống của Lã Vô Song khiến cho hắn không dám kéo dài thêm nữa. Bởi vì hắn không thể phân biệt được tu vi của Lã Vô Song có phải thật sự bị phế hay không. Vạn nhất đấy chỉ là kế hoãn binh của nàng, một khi chờ đến lúc đối phương phục hồi tu vi, dựa vào tu vi cường đại của đối phương thì thật phiền toái rồi. Vì thế hắn nhất định phải mau chóng ly khai tìm đến Như Hữu Đạo. Sa hạt chạy trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã xác định vị trí lối đi một đường chui xuống dưới sa mạc bị những hạt cát trà sát lá vô song đau khổ không chịu nổi viên cương xoay người đặt nàng ở dưới thân dùng ngực chắn lấy bên trên đầu của nàng tận lực giúp nàng ta chống đỡ áp lực cực lớn ấy sa hạt chui xuống dưới đất rất mau tìm đến lối đi lưỡng dưới lục quang mông lung trực tiếp chui vào sau khi xuyên qua thông đạo của hai giới sa hạt lập tức leo lên phía trên xuyên vượt qua hai giới bằng phương thức đơn giản nhanh và tiện Oanh, lớp cát bị nứt ra, hạt hoàng hiện thân, đứng trên mặt đất. Viên cương ra sức lắc lắc cái đầu, ném bỏ những hạt cát bám vào người, miệng mở to thở hổn hển. Sau một lúc lâu, cho đến khi hơi thở ổn định đều đặn mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thế giới bên ngoài đã là ban đêm, nhìn phương vị ánh trăng và sao, đoán chừng muộn lắm thì hai canh giờ nữa có thể trời sẽ sáng. Xoay người ngồi xổm lên, cha xét lã vô song, phát hiện lớp vỏ cứng của đôi chân không được bảo vệ chu toàn của nàng bị cỏ quét trong lúc xuyên qua lớp cát máu me nhảy nhụa lấm lem đầy cát hắn lấy tay phủi lớp cát xuống phát hiện đôi chân của nàng không có da chỉ còn lại máu thịt bi thảm đến mức không nỡ nhìn thấy nàng không có động tính gì giống như người chết vậy hắn đưa tay thăm dò khí thức của lã vô xong bấy giờ mới phát hiện nàng ta đã không còn khí thức nữa viên cương cảm thấy thời gian trôi qua quá ngắn ngủi nhục thân có trình độ cường hãn như lã vô xong vẫn có cơ hội hồi lại hắn nhanh chóng cởi hết dây lưng tơ tầm chói buộc trên thân của hai người sau đó quỳ gối trước mặt lã vô song dùng đơn trường ấn vào vị trí trái tim của lã vô song nhiều lần song song đó cũng hô hấp nhân tạo cho nàng lúc này gương mặt của lã vô song thật dữ tợn dùng phương thức hô hấp nhân tạo rất cần phải có dũng khí một hồi lâu sau lã vô song mở hai mắt âm u nhìn thấy miệng của mình đang bị đối phương quán khí đôi mắt thoáng chốc trừng lớn hơn mấy phần nhận thấy lã vô song đã hít thở được rồi Lúc này Viên Cương mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương đã mở mắt ra, hắn liền ngừng thi cứu ngay lập tức. Lã Vô Song nhìn thấy bàn tay của hắn rời khỏi trên ngực mình, chợt phát ra âm thanh yếu ớt. "Vô sĩ, Viên Cương giải thích một câu, ngươi yên tâm, ta không có ý tứ nào khác, hình dạng của ngươi như quỷ thế kia, ta làm sao có ý nghĩ gì chứ? Ta không thông pháp lực, không làm gì khác hơn là chọn lựa phương thức cứu ngươi bằng cách này." Chương 2080, công phu không phụ lòng người 2 tiếp đó cầm tam hống đao ném xuống, lại nói lã vô song cùng nhau nhảy xuống. Viên cương đặt lã vô song nằm dưới mặt đất, rồi quay sang hướng hạt hoàng, kêu hai tiếng ôi ôi. Hạt hoàng đi tới phía trước, đột nhiên chui vào cát, biến mất. Hai tiếng ôi ôi kéo dài của viên cương lại đưa tới một con sa hạt có hình thể rất nhỏ, nhưng đủ để chở hai người. Không còn cách nào, hình thể của hạt hoàng rất chói mắt, cho dù là vào buổi tối, cho nên chọn con nhỏ hơn thay sức của đôi bàn chân cho ổn thỏa. Lúc đi bắt lã vô song, Phát hiện lã vô song không có phản ứng gì, thăm dò khí tức thì phát hiện khí tức vẫn còn. Lần này đã bất tỉnh một cách đường đường chính chính. Hắn sách lã vô song leo lên phía sau lưng Sa Hạt, nhìn lên ánh sao mà phân biệt phương hướng, kêu ôi ôi một hồi. Sa Hạt chở hai người điều chỉnh phương hướng rồi vội vã rời đi. Trên đường, viên cương cảnh giác cao độ khắp bốn phía. Còn lã vô song cũng thanh tỉnh một lần trên đường, nhưng ý thức có chút mơ hồ, yếu ớt hỏi một câu. Đây là đâu? Viên cương không trả lời những câu hỏi như thế này, vẫn tiếp tục quan sát khắp bốn phía, cũng thuận miệng nói một câu. Chỉ mong trên đường gặp thuận lợi, không nên có bất cứ phiền phức nào. Nếu không ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường làm thịt ngươi cho rồi. Đây tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn không thể để cho một người như thế chạy mất. Nếu thật sự gặp phải phiền toái, một khi không còn cách nào đưa đến tay đạo gia, hắn đành không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm thịt nữ nhân này trước tiên. Mặt trời mọc mặt trời lại lặn, mặt trời lặn mặt trời lại mọc mấy ngày liên tiếp như hiếu đạo một mực canh giữ trên đỉnh núi ánh mắt trông mong về nơi xa xa chờ đợi cho dù lúc này mặt trời đã lên cao như hiếu đạo cũng không tham dâm mát mà tránh né đã mấy ngày nay hắn vẫn chưa chợp mắt chút nào vẫn một mực duy trì quan sát vùng sa mạc ở phía trước thời gian càng lâu nỗi lo âu trong lòng hắn càng sâu ở một phương khác vân cơ vẫn đang cưỡi phi cầm tòa kỳ tuần tra qua lại trên không trung sa mạc từ trên không mắt nhìn xuống sa mạc phía dưới, vẫn tìm kiếm luôn luôn. Đây là ý của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục canh chừng tại phương vị đi thông yêu ma lĩnh, phòng ngừa vạn nhất vân cơ từ Nam Châu quay trở về, canh chừng theo hướng đi thông Nam Châu. Đây không phải là Ngưu Hữu Đạo vọng đoán, Viên Cương đã tao ngộ lão vô song, nếu có thể thoát thân, rất có khả năng sẽ đi Nam Châu đòi một công đạo cho hắn đấy, nhất định phải tìm hắn nói rõ sự tình. Có một số việc không thể nói rõ trong thư, vì thế rất có thể Viên Cương sẽ đi Nam Châu nghiêu hữu đạo cũng nhận được tin tức từ xa như lai like bên kia chuyển đến tại cửa ra vào thánh cảnh vẫn chưa thấy lã vô song quay trở về thánh cảnh chính vì vậy đã cho nghiêu hữu đạo một chút hy vọng cũng vì tin tức này mà nghiêu hữu đạo vẫn còn cố trụ ở đây để chờ đợi nếu không phải vì có những chuyện không thể kinh động quá nhiều người hắn hận không thể điều động một lượng lớn đội ngũ ngồi xổm chờ đợi tại toàn bộ ngoại vi sa mạc nhưng hắn rất lý trí mặc dù lo âu nhưng biết làm như vậy là không thực tế vòng ngoài sa mạc có phạm vi quá lớn nhiều người hơn nữa cũng với tay không tới ngay cả bọn họ cứ ngồi xổm chờ đợi cũng chưa chắc hữu dụng bởi vì không có cách nào xác định được lã vô song có còn ở vô biên sa mạc hay không hay có thể đã sớm đi khỏi rồi chỉ là không trở về thánh cảnh mà thôi ít nhất hắn chỉ ôm một chút phán đoán theo đó mà hành sự thôi hiện tại quan trọng nhất là xác định được vị trí của lã vô song lúc ấy mới có thể đoán được viên cương còn sống hay đã chết vì thế nếu có biết những nơi nào hắn đều ra lệnh mở to hai mắt nhìn chỉ cần phát hiện ra tung tích của lão vô song, phải lập tức truyền tin báo cho hắn biết. Một khi nắm được thông tin từ lão vô song, hắn lập tức muốn từ bỏ ngồi sổm nơi này chờ đợi, suy tính làm sao để hạ thủ lấy được tung tích hoặc tin tức sống chết của viên cương từ lão vô song bên kia. May mắn là phán đoán cơ bản của hắn vẫn không gặp sơ suất. Vân cơ tuần tra trên trời cao phát hiện ra dị thường, phát hiện có điểm đen luôn luôn di động trên mặt cát ngoài sa mạc. Vân cơ lập tức khống chế phi cầm phi hành hạ độ cao xuống thấp, dần dần nhìn thấy rõ, phát hiện không ngờ lại là một con sa hạt đang chạy trên mặt đất trên thân sa hạt còn chở người ý niệm đầu tiên của nàng chính là viên cương ngoại trừ viên cương dường như nàng chưa nghe nói qua ai có thể khống chế được sa hạt lúc này nàng khống chế phi cầm lao xuống khi tới gần mặt đất nhìn rõ ràng không sai quả quả nhiên là hầu tử công phu không phụ lòng người phân cơ mừng rỡ khống chế phi cầm tòa kỵ chuyển sang hướng thuận cùng với hướng sa hạt đang bò từ từ giảm thấp độ cao phi hành bay phía trên bên cạnh sa hạt viên cương ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy cảnh giác phân cơ dịch dung rồi hắn không nhận ra được tay đã nắm chặt đằng chuôi tam hống đao dọc theo con đường này hắn đã gặp nhiều thuận lợi không nhìn thấy người đây không phải là may mắn có nguyên nhân vô biên các bị phá hủy còn chưa khôi phục trợ giao dịch của tu hành giới người lui tới ít đi xác suất gặp được người giữa sa mạc minh mông dĩ nhiên là không cao a hắn không nghĩ tới điều ấy đã vội vã muốn thoát khỏi vùng sa mạc này rồi lại còn bị người theo dõi. Vân cơ nhận ra sự hiểu lầm và địch ý của hắn, lúc này nói to lên. Hầu tử, là ta đây, viên cương hơi ngẩn ra, vừa nghe thấy giọng nói của vân cơ liền mừng rỡ, lúc này gầm lên một tiếng ôi. Sa hạt đang chạy lập tức giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn lại. Viên cương đưa tay vẫy vẫy trên không, vân cơ, nàng ta không ổn rồi, mau tới cứu người, đích xác là không chịu được nữa rồi. Lã vô song bị tổn thương rất nặng, Đoạn đường này thiếu nước lại không có ai giúp đỡ, Lã Vô Song có thể kiên trì cho tới bây giờ ngay cả hắn cũng cảm thấy đó là kỳ tích, cũng không khỏi bội phục lực sinh mệnh ngoan cường của nhục thân Lã Vô Song. Vân cơ lắc mình hạ xuống, rơi vào phía lưng xa hạt, mặc cho phi cầm tỏa kỵ xoay quanh trên trời. Người trước mắt y như trái xém, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt rõ ràng. Vân cơ kinh ngạc hỏi, ai vậy, sao bị thương đến mức trông như quỷ thế này a à? Viên cương trả lời là Lã Vô Song cái gì ngươi lặp lại lần nữa xem là ai vân cơ cho rằng mình nghe lầm làm sao lã vô song có thể biến thành hình dạng như quỷ thế kia nhưng căn cứ theo phán đoán trước kia của ngưu hữu đạo hầu tử rất có thể đi chung cùng lã vô song tuy vậy lã vô song trước mắt khiến cho nàng khó mà tin nổi đây là vô song thánh tôn ngự trị người trong thiên hạ đó sao hầu tử bị lã vô song bắt đi thì lại không sao ngược lại lã vô song thành ra như vậy thực tại làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Viên cương vội vã giải thích một câu, nàng ta bị đạo gia lưu lại hậu thủ làm trọng thương tại đệ ngũ vực A. Ánh mắt phân cơ lập lòe, hậu thủ ở đệ ngũ vực, đạo gia, lã vô song chợt lẩm bẩm một tiếng, là nghiêu hữu đạo sao, nghe nói các người gọi nghiêu hữu đạo là đạo gia. Hai người cùng nhìn nhau, chỉ thấy lã vô song đã mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên thanh minh, đã xuất hiện dấu hiệu báo trước hồi quang phản chiếu, hiển nhiên là vừa vặn nghe hai người nói chuyện. Lúc này viên cương ngẩng đầu lên, nói, hiện tại không có thời gian giải thích cho người biết, quay lại về từ từ nói cũng không muộn. Cứu người trước, nàng ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Vân cơ trần chờ, thêm vào hình như lúc nãy nói chuyện đã bại lộ về nghiêu hữu đạo, không khỏi hỏi. Nếu thật là lã vô song, sợ là đạo gia muốn trừ cho yên tâm, cứu nàng làm gì? chương 2081, thứ quỷ này là lã vô song. Viên cương nói, nàng ta nắm giữ rất nhiều tình huống của thánh cảnh, cũng hiểu biết rất rõ về lục thánh hiện tại nàng rơi vào trong tay của chúng ta cũng vô lực phản kháng. Giao nàng cho đạo gia, đối với đạo gia mà nói có lẽ chỉ có giá trị lợi dụng to lớn. Nếu đạo gia cảm thấy không cần thiết giữ lại nữa, đến lúc đó có giết cũng không muộn. Vân cơ vừa nghe xong đạo lý này, lập tức cúi người trước mắt lã vô song, đưa tay ấn vào ngực của lã vô song. Sau khi dò xét thương thế của nàng, phát hiện đích xác sắp tử vong rồi, vân cơ nhanh chóng thi pháp bảo vệ tâm mạch cho không chết, đồng thời lấy ra một viên linh đan và nhét vào trong miệng lã vô song, giúp nàng nuốt xuống đồng thời thi pháp thôi phát dược tính. Một tay kia cởi ấm nước bên hông xuống, thi pháp mở nút lọ ra, đặt miệng lọ quay vào miệng lã vô song như người tàn tật kia, chậm rãi rót nước chảy nhỏ giọt vào. Một hồi lâu sau, vân cơ mới nhả ra tay ấn trên người lão vô song, rút pháp lực về, căng thẳng nói. Mệnh xem ra là bảo vệ được rồi, thường thế nghĩ kỹ lại e rằng không dễ dàng như vậy. Viên cương đưa tay lấy lọ nước từ trong tay nàng ta, uống ửng ực một hơi, hắn cũng khát quá mức a. À. Ngươi là ai? Lã vô song nhìn vân cơ chầm chầm, hỏi. Câu hỏi khiến vân cơ phải trả lời như thế nào? Và cũng không có ai trả lời. Viên cương giải cơn khát xong, bỗng chỉ vào lã vô song nói. Ngươi thi pháp kiểm tra xem, nàng ta nói tu vi của nàng đã bị phế đi. Ngươi xem có như thật vậy hay không? Vẫn lo lắng bị lừa bịp, thật sự là tu vi quá mức của lã vô song làm cho người ta không yên lòng đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn không để ý tới thương thế của bản thân vội vã ly khai đệ ngũ vực vân cơ ngẩn ra bấy giờ đưa tay ấn vào bụng của lã vô xong sau khi có kết quả kiểm tra liền kinh ngạc rút tay trở về viên cương vội hỏi thế nào vân cơ lắc đầu than thở khí hải đan điền của nàng ta bị phá hủy triệt để rồi tu vi một thân mất sạch đoán chừng ngoại trừ nhục thân mạnh hơn người bình thường hiện giờ đã không có gì khác biệt so với phàm phu tục tử tại sao có thể như vậy đường đường là vô song thánh tôn lại trở nên như vậy đã thế còn rơi vào tay của bọn họ quả thật nàng khó có thể tin a à. ánh mắt của lã vô song biểu lộ thần sắc không chịu nổi chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa hồ ngay cả chính nàng cũng không nguyện đối mặt trước kết quả như thế viên cương lên tiếng chuyện này nói sau đi nơi này không nên ở lâu trước hết đi gặp đạo gia a à. lã vô song cho hay đạo gia đang chờ ngươi ở giáp vùng sa mạc chắc hẳn cũng sốt ruột lắm a à. đi thôi dứt lời hai tay mỗi tay bắt lấy một người rồi bay lên trời rơi vào trên người phi cầm tỏa kỵ đang xoay quanh không trung khống chế phi cầm tỏa kỵ lên bay tới nơi như hữu đạo đang chờ về phần sa hạt trên mặt đất sau khi thoát ly khỏi sử dụng của viên cương ắt sẽ tự động rời đi viên cương cưỡi gió bay đi yên lặng một lúc lâu đột nhiên hỏi đạo gia biết ta ở chỗ này tại sao chờ ta ở biên giới sa mạc đạo gia là người như thế nào không phải là ngươi không biết a à? dựa theo đầu óc của hắn chút trò lừa này của ngươi căn bản không qua được tay của hắn, hắn chỉ để ý một chút thì đã biết ngươi lén rời khỏi yêu ma lĩnh đi đâu rồi. lúc chúng ta tiến đến tề kinh, ngươi đã bị người mang đi. lập tức đạo gia đã đoán được người bắt ngươi đi chính là lã vô song, cũng đoán được lã vô song muốn dẫn ngươi đến vô biên sa mạc. do đó hắn nhanh chóng tới bên này tìm ngươi đã lâu, đã đợi ngươi từ rất lâu rồi a. À. vân cơ thở dài giải thích một phen, quay đầu lại nhìn hắn, đặc biệt chú ý tới cánh tay của hắn, không khỏi lắc đầu. Hầu tử, người càng ngày càng quá đáng, chuyện lớn như vậy cũng không bẩm báo cho đạo gia trước một tiếng. Ngươi nhìn hình dạng hiện tại như quỷ của ngươi mà xem, để ta xem ngươi ăn nói với đạo gia như thế nào. Đích xác là khó có thể phân bày a. À. Viên cương trầm mặc, bọn họ vừa rời khỏi vị trí của nghiêu hữu đạo không xa, ít nhất đối với phi cầm tỏa kỵ mà nói, khoảng cách vượt qua cũng không tính là xa. Dưới ánh nắng mặt trời chó trăng, nghiêu hữu đạo ngồi trên núi đá, nhìn ra xa xa thấy được phi cầm tỏa kỵ đang bay tới đợi phi cầm tòa kỳ tới gần để nhìn rõ người ngồi bên trên như hữu đạo lập tức đứng lên phi cầm tòa kỳ hạ trên núi phân cơ ôm lá vô xong nhảy xuống sau đó viên cương nhảy xuống nhìn như hữu đạo đang đứng chắp tay lạnh lùng nhìn mình chằm chằm hắn biết vị này đã thủ ở đường tới yêu ma lĩnh từ trước một mực canh giữ nơi này chờ mình trong lòng cảm động nói không ra lời cũng không biết nên nói gì cho phải ngươi đoán không lầm quả nhiên đi nam châu đấy vừa mới bị ta phát hiện Vân Cơ giải thích một câu, không biết Nghiêu Hiểu Đạo có nghe được hay không, thậm chí cũng không hỏi người trông như cháy xém mà Vân Cơ đang ôm trong lòng là người nào, vẫn lạnh lùng nhìn Viên Cương, nhất là nhìn chằm chằm vào cánh tay gần như đứt gãy trên bờ vai của Viên Cương, rõ ràng hai gò má động một cái. Viên Cương từ từ tiến lên, thấp giọng nói: